Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 98. Giờ phút này ba tên tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, bên trong đôi mắt toát ra thần sắc tham lam. Màu vàng thần long toàn thân cao thấp, cả người đều là bảo vật, dù là một giọt máu cũng giá trị không rẻ. Bây giờ để cho bọn họ gặp phải, làm sao có thể bỏ qua? Diệp Thần một mực ở phía xa nhìn, tinh khiếu cảnh cường giả cũng sớm đã phát hiện hắn. Chỉ bất quá căn bản cũng không có để ở trong lòng mặt, một người hợp đạo cảnh võ giả, cũng muốn từ bọn họ trong tay cướp đoạt màu vàng thần long, làm sao có thể? Giải quyết hết màu vàng thần long sau này, bọn họ tiện tay một cái tát là có thể đập chết. Diệp Thần cũng không có để ý, nếu gặp phải màu vàng thần long, hắn cũng không muốn thả qua. Tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, trước mắt hắn mặc dù còn chưa nhất định là đối thủ, nhưng là nhổ răng cọp. Đến lúc đó an toàn rời đi, vẫn là nhất định có tự tin. Ba tên tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả thường xuyên công kích, còn thừa lại tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả ở một bên phụ trợ. Màu vàng thần long đã không chống đỡ được quá nhiều thời gian, Diệp Thần suy đoán, sợ rằng chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau nửa giờ màu vàng thần long đã không có năng lực lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Nó trong tròng mắt một phiến cho tàn. Hơi thở như có như không, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Ba tên tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, toát ra thần sắc hưng phấn, sau đó an bài thủ hạ, cầm màu vàng thần long vết thương trận lại. Chảy ra một giọt máu cũng giá trị không rẻ. Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả nhìn một cái Diệp Thần phương hướng, phát hiện một người nho nhỏ hợp đạo cảnh võ giả, lại vẫn chưa đi. Lão Tam, người an bài thủ hạ, cầm tên kia con kiến hôi đập chết. Một người hợp đạo cảnh con kiến hôi, liền để cho bọn họ xuất thủ tư cách cũng không có. Lão Tam nhẹ khẽ gật đầu, sau đó gọi tới một người tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả. Ở bên tai hắn nói đôi câu, rất nhanh tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả nhẹ khẽ gật đầu, hướng về phía Diệp Thần phương hướng chạy tới. Diệp Thần thấy một màn này, khóe miệng toát ra một nụ cười châm biếm. Để cho một cái tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả tới đây, đây không phải là chịu chết sao? Huyết ma kiếm nắm trong tay, khi thấy tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả bóng người, một kiếm vung chém ra. Tên kia tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả, khinh thường giễu cợt cười một tiếng, một người hợp đạo cảnh con kiến hôi, cũng dám dẫn đầu đối với hắn ra tay. Hắn tùy ý một cái tát rơi xuống, ngay sau đó một đạo to lớn giấu tay, vào giờ khắc này, hướng về phía Diệp Thần vỗ tới. Đang rơi xuống thời điểm, hắn vốn là muốn xoay người rời đi. Liền cần thiết nhìn tiếp cũng không có. Nhưng mà Diệp Thần một kiếm trực tiếp biến dạng hết thảy, cầm tay hắn ấn chém thành hai nửa, kiếm khí nháy mắt bây giờ xông về vậy tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả, căn bản không có thời gian né tránh. Vào lúc này, trong nội tâm hắn mặt cảm nhận được một cổ chết uy hiếp, kiếm khí mặc dù còn chưa tới hắn bên người, nhưng là đã phá vỡ hắn thân xác. Thật là mạnh. Đây thật là hợp đạo cảnh tầng 9 thiên vũ người. Hắn trong đầu ý tưởng, chớp mắt rồi biến mất, cả người đầu lâu bay về phía hư không, rơi trên mặt đất. Một cổ thi thể trực tiếp ngã xuống. Bên này thanh âm đánh nhau, đưa tới ba tên tinh khiếu cảnh cường giả chú ý, phát hiện mình an bài thủ hạ, bị một kiếm cho chém chết. Chẳng lẽ người này giả heo ăn hổ? Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả, lạnh giọng mở miệng nói. Trừ cái này ra, hắn chân thực không nghĩ ra, hợp đạo cảnh võ giả là cái gì có thể trong nháy mắt giết tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Diệp Thần biết, còn như vậy tiếp tục tránh giấu đi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cả người trực tiếp bay về phía mọi người, hướng về phía màu vàng thần long thi thể đi. Không tốt, mau ngăn lại hắn. Diệp Thần tốc độ chân thực quá nhanh, để cho bọn họ đều có chút mơ hồ, nếu như không ngăn trở, sợ rằng 10 hơi thở thời gian. Là có thể đến màu vàng thần long trước mặt. Vèo vèo vèo. Từng tên một cường giả tạo hóa cảnh bóng người xông tới, nhưng mà Diệp Thần khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt giễu cợt. Trong tay huyết ma kiếm, trực tiếp vung chém ra đi. Ở vung chém đi ra trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang bén nhọn bỗng nhiên bây giờ xông tới. Kiếm quang biến dạng không gian, đưa tới từng trận gió lớn gào thét, Diệp Thần đến mức, cây cối chung quanh ầm ầm ngã xuống đất. Đâm. Một kiếm hạ xuống, trong đó một người tạo hóa cảnh cường giả,
một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu ngực hắn. Vây công cường giả tạo hóa cảnh, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thấy một màn này, thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu. Cái này từ đâu tới hợp đạo cảnh võ giả, như vậy khủng bố. Giết cường giả tạo hóa cảnh, giống như đồ sát chó vậy. Ra tay một cái, trực tiếp chấn áp rất nhiều võ giả, để cho bọn họ không dám tùy tiện lộn xộn. Diệp Thần vậy mượn bây giờ cơ hội, đi tới màu vàng thần long thi thể trước mặt. Tay hắn bắt thi thể, sau đó màu vàng thần long toàn bộ thi thể, biến mất ở trước mặt mọi người. Ba tên tinh khiếu cảnh cường giả, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ở mơ hồ trong nháy mắt, kịp phản ứng. Bọn họ thật vất vả đánh chết con mồi, bây giờ chạy đến đường trên tay của người. Tức giận ngất trời, bọn họ ba huynh đệ, tốc độ cực hạn bỗng nhiên xông tới. Mặc dù Diệp Thần có một ít tà môn, có thể trong nháy mắt giết tạo hóa cảnh võ giả, bất quá bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Dù là bọn họ xuất thủ, cũng có thể trong nháy mắt giết cường giả tạo hóa cảnh. Bọn họ cũng không tin, Diệp Thần cũng có thể cầm bọn họ trong nháy mắt giết. Kinh khủng hơi thở ngay tức thì xông lại, Diệp Thần cau mày, không có chút do dự nào trực tiếp chạy trốn. Một người tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, hắn nói không chừng cũng không thể giải quyết, huống chi bây giờ ba tên. Ở Diệp Thần chạy trốn trong nháy mắt, ba huynh đệ trực tiếp đuổi theo. Diệp Thần thời điểm chạy trốn trong lòng bọn họ cũng biết, người này tuyệt đối không phải bọn họ ba người đối thủ. Nếu không vậy chưa đến nỗi chạy trốn. Nghĩ đến đây, bọn họ tốc độ thúc dục phát đến mức tận cùng, chỉ muốn đuổi kịp Diệp Thần, đến lúc đó màu vàng thần long thi thể bắt vào tay. Vừa nghĩ tới Diệp Thần dám ở trước mặt bọn họ nhổ răng cọp, nội tâm liền không nhịn được tức giận. Đến lúc đó bắt Diệp Thần, tuyệt đối phải thật tốt hành hạ một phen, dám ở trên đầu Thái Tuế động thổ, sống không nhịn được. Diệp Thần tốc độ mặc dù nhanh, bất quá cùng tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, còn có một chút chênh lệch. Ha ha, đại ca, cái thằng nhóc này chạy không thoát. Một người trong đó trên mặt có một đạo dữ tợn đao sẹo, lạnh mở miệng cười nói. Bọn họ khoảng cách Diệp Thần bóng người đã càng ngày càng gần, sợ rằng qua không được bao lâu, là có thể đuổi theo. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, trực tiếp thi triển thần ma đổi. Sau đó tốc độ nhất thời nâng cao mấy phần. Ba huynh đệ thấy Diệp Thần tốc độ tăng nhanh, thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra. Một người hợp đạo cảnh võ giả tốc độ, nhanh như vậy cũng được đi, lại còn chưa sử dụng toàn lực. Ba huynh đệ vì màu vàng thần long, không nhịn được tốc độ nhanh mấy phần. Chỉ cần có thể đuổi kịp Diệp Thần, bắt được màu vàng thần long, dù là bỏ ra một ít giá phải trả, vậy là có thể tiếp nhận. Bọn họ ba huynh đệ tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, thậm chí vận dụng bí thuật, để nâng cao tự thân tốc độ. Ba tiếng đã qua, ba huynh đệ khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần, đã đạt tới nhất định phạm vi công kích. Trong đó đứng hàng lão tam cường giả, trong tay cầm ra một chuôi thông màu máu đỏ lợi kiếm. Lợi kiếm tản mát ra hơi thở, chính là thời không chi binh. Kiếm trong tay hắn khoát tay, một đạo kiếm khí quơ múa ra. Một đạo kiếm quang hướng Diệp Thần phương hướng nhào tới. Kiếm quang đến mức, một hàng cây lớn ầm ầm ngã xuống đất. Sau lưng kiếm quang đánh tới, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, Diệp Thần xoay người dừng lại, trên người bất hủ kiếm ý phun phát ra ngoài. Đối mặt tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Bất hủ kiếm ý trên không, giờ khắc này Diệp Thần tựa như giống như là một chuôi tuyệt thế lợi kiếm. Kiếm tùy tâm động, trong cơ thể năng lượng, không ngừng tràn vào đến huyết ma kiếm chính giữa. Nâng lên tay, một kiếm quơ múa ra, kiếm quang bén nhọn, bỗng nhiên rơi xuống. Ở hai đạo kiếm quang tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới kịch liệt chập chờn. Khủng bố chập chờn, ầm ầm nổ. Phạm vi nổ từ trung ương khuếch tán ra. Diệp Thần mượn nổ lực trùng kích, điên cuồng lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt. Ba tên tinh khiếu cảnh cường giả bỗng nhiên bây giờ đuổi theo. Ba huynh đệ vây lại Diệp Thần, khóe miệng truyền tới một tia cười nhạt. Diệp Thần thấy mình bị bao vây, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá cau mày. Cầm chúng ta đồ, còn muốn chạy. Cầm màu vàng thần long giao ra, có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Ở ba huynh đệ trong mắt, Diệp Thần đã là một người chết, căn bản không có thể sống được.
Diệp Thần cười không nói, bọn họ ba người thật đúng là lấy là ăn chắc hắn. Huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần ma thương nắm trong tay, truyền tới bất phàm hơi thở. Ba huynh đệ nhìn một cái, nhất thời có chút động tâm, không nghĩ tới một cái hợp đạo cảnh võ giả, trên người bảo vật ngược lại không thiếu. Bọn họ ba người một mắt là có thể nhìn ra, Chu Thiên Thần ma thương và huyết ma kiếm bất phàm, tuyệt đối là vượt qua thời không chi binh tồn tại. Loại bảo vật này, tại sao có thể đặt ở một người nho nhỏ hợp đạo cảnh võ giả trên mình? Diệp Thần nhìn ra được, bọn họ ba huynh đệ thần sắc tham lam, bất quá cũng phải có thực lực bắt vào tay mới có thể. Thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật, từ Diệp Thần trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Nơi đây, vận dụng quy luật so thủ đoạn khác hữu hiệu hơn. Huống chi, hắn quy luật lực có tăng lên. Toàn bộ không khí bên trong, ba loại quy luật tùy ý bay lượn, cây cối chung quanh, ở trong một cái chớp mắt này trực tiếp bị đóng băng ở. Rắc rắc, rắc rắc. Hàn băng phủ đầy, thời không phép tắc hơi thở, để cho hư không đổi được cực kỳ không ổn định. Thời gian pháp tắc hơi thở, lưu động tại bên trong không gian mặt. Ba tên tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, nhướng mày một cái, chung quanh hình thành hơi thở, để cho bọn họ cũng cảm nhận được từng tia uy hiếp. Diệp Thần để cho bọn họ không nhìn thấu, quyết định mau sớm giải quyết hết, để tránh xuất hiện biến cố gì. Bọn họ ba người, đều là khiến cho dùng kiếm cường giả, còn đặc biệt có một bộ hợp kích tuyệt kỹ. Bọn họ vẫy tay bây giờ, ba đạo kiếm quang bén nhọn, bỗng nhiên xông tới. Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần ma thương, kháng cự hai đạo kiếm quang. Ở ngoài ra một đạo kiếm quang tập kích lúc tới, Diệp Thần giãy giụa thân thể, đảo mắt bây giờ tránh khỏi. Làm tránh thoát ba đạo kiếm quang sau này, Diệp Thần cả người thân thể bỗng nhiên bây giờ xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, thương mang, kiếm quang nháy mắt bây giờ đánh tới. Chu Thiên Thần ma thương trở tay một chuyển, rơi vào bọn họ trên thân thể mặt. Mau phải rơi vào bọn họ trên người thời điểm, trong đó một người cường giả, trực tiếp bắt thân thương. Đang bắt ở thân thương trong nháy mắt, Diệp Thần vậy không có chút do dự nào. Sau đó một kiếm trực tiếp chém xuống đi. Oanh! Một kiếm bỗng nhiên đi xuống, gã cường giả kia cảm nhận được kiếm sắc bén khí, nhanh chóng buông tay ra. Diệp Thần nhìn một cái, quyết định xông ra, và bọn họ liều mạng, không có bất kỳ tác dụng gì. Dẫu sao nơi này là địa phương nào, hắn cũng còn không có làm rõ ràng. Ai biết còn sẽ có bộ dáng gì nguy hiểm, sớm một chút từ bọn họ trong tay thoát đi, mới là trọng yếu nhất. Đối mặt tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, còn không biết có cái gì ẩn núp thủ đoạn. Diệp Thần chẳng ngờ ham chiến, tìm được một cái lỗ hổng trực tiếp xông ra. Ở hắn xông ra trong nháy mắt, vận dụng toàn thân lực lượng, cầm tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Ba huynh đệ liếc nhìn nhau, hận không được một cái tát đập chết Diệp Thần, chỉ có thể tiếp tục truy đuổi. Nếu như là một người thông thường hợp đạo cảnh cường giả, cũng sớm đã để cho bọn họ chém chết, có thể thằng nhóc này chân thực quá tà môn. Nhất định chính là một cái quái vật, bọn họ cũng không có gặp phải qua như vậy võ giả. Diệp Thần một đường chạy trốn, ở hắn thời điểm chạy trốn, đặc biệt đi tới một ít yêu thú hang động. Ở bên trong huyệt động hắn cố ý đem yêu thú hấp dẫn ra tới, còn như chuyện về sau, tự nhiên giao cho phía sau ba huynh đệ đối phó. Ở Diệp Thần sau lưng ba tên tinh khiếu cảnh cường giả, hổn hển, bọn họ trên mình đều mang một ít thương thế. Những vết thương này thế, toàn bộ đều là bởi vì là Diệp Thần. Nếu như không phải là Diệp Thần cố ý hấp dẫn yêu thú nói, bọn họ bây giờ làm sao có thể biến thành cái bộ dáng này. Thật may yêu thú thực lực không hề coi là đặc biệt mạnh mẽ, bọn họ ba huynh đệ ra tay, có thể đối phó. Cũng là bởi vì là có ba tên tinh khiếu cảnh cường giả, mới không có cân đâu Diệp Thần. Nếu không đặt ở bọn họ hắn bên trong trên người một người, chỉ sợ sớm đã bị Diệp Thần chạy khỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vượt xâm nhập nói, yêu thú hơi thở càng ngày càng cường hoành, có vài yêu thú Diệp Thần cũng không dám đi trêu chọc, chỉ có thể tìm một con đường khác. Ba huynh đệ vậy không phải là không có nghĩ tới buông tha, dẫu sao Diệp Thần cũng đã đủ tà môn. Nếu như ở chỗ sâu gặp phải cường đại gì yêu thú, bọn họ có thể cũng không sống nổi, nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Thần trên người bảo vật, chỉ có thể cắn răng kiên trì, tiếp tục đi.
Diệp Thần nhìn một cái phía trước, phát hiện đậm đà xương trắng nổi lên. Ở phía trước xương trắng càng ngày càng nồng đậm, Diệp Thần trong nội tâm luôn có một loại dự cảm bất tường. Vượt đến gần xương trắng phạm vi, Diệp Thần trong nội tâm dự cảm bất tường, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần đứng ở xương trắng bên bờ, một hơi một tí, đang suy nghĩ muốn không nên tiến vào. Vào lúc này, ba tên tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả đã đuổi theo. Bọn họ thấy Diệp Thần dừng lại ở tại chỗ, nhất thời bây giờ cười ra tiếng. Ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy? Ngươi bây giờ sợ rằng đã kiệt sức đi, bây giờ cầm trên người bảo vật giao ra, làm chúng ta nô tài, nói không chừng có thể lưu ngươi một mạng. Bọn họ ba người nói, Diệp Thần hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm xương trắng, cắn răng một cái quyết định đi vào xem. Ba huynh đệ nhìn trước mặt xương trắng, vậy cảm giác có chút quỷ dị, bất quá thấy Diệp Thần bóng người vọt vào, bọn họ nhướng mày một cái. Bây giờ bọn họ quấn quýt sốt cuộc có nên đi vào hay không? Xương trắng này bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại, bọn họ căn bản không rõ ràng. Ai biết tiến vào bên trong, rốt cuộc là một hình dáng gì tình huống? Sợ cái gì, một cái hợp đạo cảnh võ giả cũng dám đi vào, chúng ta có cái gì sợ? Cầm đầu lão đại trực tiếp mở miệng, ba người bóng người, biến mất ở trong xương trắng mặt. Từ Diệp Thần tiến vào trong xương trắng mặt sau này, phát hiện mình thần hồn lực bị che giấu, không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào mắt thường đi xem xét. Xương trắng càng ngày càng nồng đậm, đưa tay cũng sắp không thấy được năm ngón tay. Diệp Thần tự mình một người, thận trọng đi tới trước, ước chừng một nén nhang thời gian, đột nhiên nghe gặp một hồi tiếng hát. Tiếng hát từ vừa mới bắt đầu lộ vẻ được có chút kiềm chế, tựa hồ thấy một đám khôi giáp võ giả, đã làm xong chết chuẩn bị. Rất nhanh đại chiến bùng nổ, tiếng hát vào giờ khắc này, cũng thay đổi được nhiệt huyết đứng lên. Từ từ, đại chiến sa sút tiếng hát lộ vẻ được có chút thê lương. Diệp Thần bị tiếng hát hấp dẫn, theo tiếng hát đi tới trước, một cước bước ra, dưới chân truyền tới rắc rắc thanh âm. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện một cái đã sớm hong gió thi thể. Tiếp tục đi, thi thể càng ngày càng nhiều, mỗi đi một bước cũng truyền tới rắc rắc thanh âm. Những thi thể này không biết cất giữ nhiều ít năm, ở dưới chân của hắn, toàn bộ đều là xương trắng. Đạp 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 đạp. Vào lúc này, Diệp Thần nghe được phía trước thanh âm. Đi 10 phút, phát hiện ở hắn đang phía trước, từng cái hồn phách đứng nguyên ở nơi đó. Những thứ này hồn phách mặc trên người trước chiến bào, từng cái vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ bên cạnh, còn có chiến thú. Những thứ này chiến thú, đứng ở khôi giáp võ giả bên cạnh. Diệp Thần có thể nhìn ra, những thứ này hồn phách đều là chết đi khôi giáp võ giả, bọn họ oán niệm biến thành, mới một mực ở chỗ này. Những thứ này khôi giáp võ giả. Đột nhiên bây giờ hướng Diệp Thần phương hướng nhìn lại. Diệp Thần thầm kêu một tiếng không tốt, hắn bị phát hiện. Quả nhiên, một cái trong đó dẫn đầu tướng quân, bước lên chiến thú, cầm ra một thanh kiếm, chỉ Diệp Thần phương hướng. Giết! Vèo vèo vèo! Khôi giáp võ giả nhanh chóng cưỡi chiến thú, tiếng vó ngựa âm không ngừng, hướng Diệp Thần phương hướng xông lại. Diệp Thần thấy một màn này, cả người cười khổ một tiếng. Hắn sinh mạng hơi thở quá mức rõ ràng. Những thứ này hồn phách trên mình cũng quấn vòng quanh tử khí, duy chỉ có hắn không giống nhau. Thấy khôi giáp võ giả xông lại, Diệp Thần không làm không được chiến, cầm ra máu ma kiếm, cả người trực tiếp xông tới. Khôi giáp võ giả mặc dù có chút hơn, bất quá thực lực không hề coi là đặc biệt mạnh mẽ. Trên căn bản đều ở đây hợp đạo cảnh hoặc là tạo hóa cảnh, duy chỉ có khôi giáp võ giả bên trong tướng quân. Là một người tinh khiếu cảnh cường giả. Ở Diệp Thần xông tới trong nháy mắt, trong tay huyết ma kiếm, từng kiếm một quơ múa đi ra ngoài. Từng đạo kiếm quang bén nhọn, lặng lẽ bây giờ rơi xuống, mỗi một đạo kiếm quang bên trong cũng xen lẫn kinh khủng hơi thở. Vèo, vèo, vèo. Kiếm quang bắn ra, chạy ở trước mặt nhất một hàng khôi giáp võ giả, ầm ầm ngã xuống đất. Những thứ này khôi giáp bản thân võ giả chính là tử vong ngưng tụ hồn phách. Căn bản không biết khiếp đảm. Không ngừng hướng Diệp Thần xông lên đi giết. Một canh giờ trôi qua, Diệp Thần không biết chém giết nhiều ít hồn phách khôi giáp võ giả, chỉ bất quá những thứ này khôi giáp võ giả, tựa như giết không xong vậy. Mỗi lần giết chết một sóng liền sẽ nhô ra một sóng,
nơi này rốt cuộc chết nhiều ít khôi giáp võ giả. Hợp đạo cảnh và tạo hóa cảnh ở trước mặt hắn căn bản không có năng lực phản kháng, một giờ thời gian, hắn giết chết hồn phách khôi giáp võ giả không có 10.000 cũng có 8.000. Diệp Thần không có cách nào chỉ có thể tiếp tục giết hại, những thứ này hồn phách khôi giáp võ giả cũng sớm đã không có thần trí, chỉ còn lại bản năng ý chí chiến đấu. Bọn họ đã đem Diệp Thần làm một tên địch, căn bản không sẽ có bất kỳ tình cảm có thể nói. Thời gian pháp tắc hơi thở, để cho những thứ này hồn phách khôi giáp võ giả dừng lại ở tại chỗ, sau đó Trảm Thiên Nhất Kiếm phóng lên cao, một kiếm quơ múa ra, ít nhất có hơn 1.000 tên khôi giáp võ giả ngã xuống đất. Thật may những thứ này khôi giáp võ giả thực lực không hề mạnh, nếu là tinh khiếu cảnh cường giả nói, sợ rằng hắn cũng sớm đã tử vong. Chiến đấu vượt quá, giết hại không ngừng, Diệp Thần mỗi giết chết một hàng khôi giáp võ giả cũng tiếp tục đi về trước. Ở Diệp Thần đi về phía trước thời điểm, những thứ này khôi giáp võ giả tựa như giết đỏ mắt vậy, không ngừng hướng Diệp Thần bao vây. Giết hại 4 tiếng, Diệp Thần chỉ cảm thấy tay mình cánh tay đều có chút đau nhức. Những thứ này khôi giáp võ giả cuồn cuộn không ngừng, Diệp Thần cảm giác hắn ở chỗ này giết cả đời, có thể cũng giết không xong. Hắn đã không muốn lại tiếp tục chiến đấu tiếp, nhìn một cái phía trước chỉ huy khôi giáp võ giả tướng quân. Quyết định từ nơi này xông tới, hắn cũng muốn xem, những thứ này khôi giáp võ giả bảo vệ rốt cuộc là thứ gì. Trăm bước đuổi điện. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Linh lực cấp tốc hao tổn. Những thứ này khôi giáp võ giả hoàn toàn không ngăn được, Diệp Thần tốc độ nhanh vô cùng. Đảo mắt bây giờ liền đã tới tướng quân trước mặt, tướng quân thấy Diệp Thần sau này, thần sắc ngưng trọng, một kiếm chém ra đi. Diệp Thần miễn cưỡng né tránh, trên mình mang theo một ít vết thương. Đột nhiên bây giờ tiếng hát một lần nữa vang lên, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước, phát hiện một pho tượng. Pho tượng cũng không phải là nam tử, ngược lại là một cô gái, người mặc chiến bào, tay cầm trường thương, khá có một loại tư thế oai hùng hiên ngang cảm giác. Người phụ nữ là chiến thần. Đây là cho Diệp Thần cảm giác đầu tiên, thật giống như một người chiến thần chinh chiến xa trường. Ở phía sau khôi giáp võ giả, dừng lại truy kích, nhìn một cái Diệp Thần, quay đầu bước đi. Diệp Thần thấy quái dị một màn, cũng không có nói gì. Tiếng hát chính là từ chiến thần pho tượng bên trong truyền ra, Diệp Thần gần trước đi xem xét, phát hiện pho tượng này cũng không có gì không cùng. Dừng lại chốc lát, Diệp Thần cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề, chuẩn bị vòng qua chiến thần pho tượng, tiếp tục về phía trước, nhưng mà hắn mới vừa đi ra một bước, nhưng phát hiện đụng vào thứ gì. Phịch! Một tiếng rên, Diệp Thần sờ một cái trán, lại đưa tay vuốt ve phía trước, phát hiện một phiến bình phong che chở. Phía trước đã không có đường, hoặc là nói cố ý để cho người khác phong tỏa. Diệp Thần chuẩn bị lui về, nếu ba tên tinh khiếu cảnh cường giả đã không gặp bóng dáng, ở lại chỗ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn bước ra một bước, nhưng cảm giác chán thật giống như bị thứ gì giọt một chút. Diệp Thần ngẩng đầu một cái, nhưng phát hiện chiến thần pho tượng ánh mắt, lại đang rơi lệ. Đây là tình huống gì? Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, có một chút không biết rõ tình trạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Pho tượng rơi lệ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngay tại lúc này, màu đen đá xuất hiện lần nữa. Lần này, màu đen đá lại trôi lơ lửng ở Diệp Thần và nữ chiến thần trước người. Ánh sáng sáng chói cực kỳ chói mắt. Ngươi rốt cuộc đã tới. Một đạo thanh âm mờ mịt hư vô, truyền vào Diệp Thần trong tai. Thanh âm là một cô gái, thanh thúy vần quanh tai, Diệp Thần cảm giác người nói chuyện, chính là chiến thần. Một câu kia, người rốt cuộc đã tới, để cho Diệp Thần cảm giác, chiến thần pho tượng ở chỗ này, hình như là cố ý đợi chờ mình. Diệp Thần dừng bước, muốn lại tiếp tục xem. Chiến thần câu nói kia, để cho hắn có một ít hoài nghi, liền thật giống như bản thân biết mình như nhau. Ở hắn dừng lại thời điểm, phát hiện chung quanh xương trắng từ từ tản đi. Diệp Thần thấy đang phía trước, xuất hiện một ngôi mộ. Nếu như chỉ như vậy mà thôi cũng được đi, ở phần mộ cửa chính, đứng vững vàng 9 con thần long. Thần long cũng không phải là vật còn sống, cũng sớm đã không biết chết đi nhiều ít năm, nhưng cái này 9 con thần long tản mát ra hơi thở, lại để cho Diệp Thần không thở nổi.
Diệp Thần tin tưởng, nếu như cái này 9 con thần long còn sống, một cái ánh mắt là có thể trong nháy mắt giết mình. Phúc họa tương theo, cuối cùng gặp nhau. Chiến thần thanh âm một lần nữa truyền vào Diệp Thần trong tai. Diệp Thần trong nội tâm có một loại trực giác, chiến thần muốn để cho hắn tiến vào trong mộ mặt. Mặc dù không biết tại sao, nhưng là cái này một loại trực giác, vô cùng mãnh liệt. Diệp Thần tiếp tục về phía trước, phát hiện vốn là có bình phong che chở hoàn toàn biến mất. Đi tới phần mộ trước mặt, dị biến phát sinh, 9 con thần long trên mình, toát ra long hồn, bay về phía hư không. 9 con thần long gầm thét một tiếng, một đôi cặp mắt màu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kinh khủng hơi thở, để cho Diệp Thần thiếu chút nữa cũng sắp nằm trên mặt đất. Không nghi ngờ chút nào, dù là chỉ là long hồn, muốn trong nháy mắt giết mình nói, chỉ cần một đầu ngón tay. Từ từ, Diệp Thần phát hiện những thứ này long hồn ánh mắt lại có một ít ướt át. Chủ nhân, người rốt cuộc đã tới. Một câu nói, để cho Diệp Thần một cặp mắt màu thiếu chút nữa chừng ra ngoài, chủ nhân. Đây rốt cuộc tình huống gì? Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu mình có chút đau, 9 con thần long, mở miệng kêu chủ nhân hắn, tuyệt đối không thể nào tính sai, chỉ là tại sao? Hắn không nghĩ ra, nhưng là 9 con thần long tựa hồ cũng không có suy nghĩ nói cho Diệp Thần câu trả lời. 9 con thần long long hồn trở về đến trong cơ thể, Diệp Thần bước ra bước chân, mở ra phần mộ cửa. Đâm! Cửa rộng mở, Diệp Thần nhìn một cái, đi vào. Phát hiện bên trong giống như ban ngày, hơn nữa ở đảo hai bên đường, lại có vô số thần thú. Bạch hổ, chu tước, phượng hoàng, huyền vũ, thanh long, kỳ lân. Những thần thú này cũng không phải là pho tượng, ngược lại mỗi một người đều là chân thực tồn tại, chỉ bất quá cũng sớm đã chết đi mấy chục ngàn năm. Mặc dù đã chết, nhưng là chúng trên mình bộc lộ ra ngoài hơi thở, một người so với một người khủng bố. Cảnh giới căn bản dò không tra được. Tiếp tục đi, Diệp Thần phát hiện còn có cửa đá, mở ra cửa, phát hiện một đạo thân ảnh. Nữ chiến thần. Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói, kinh ngạc tầm nhìn trước mắt bóng người. Cái bóng người này chính là bên ngoài chiến thần pho tượng. Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, lại đang nơi này gặp phải. Bây giờ chiến thần chỉ bất quá một món hồn phách, sợ rằng sống sót hàng tỷ năm. Nghĩ đến đây, Diệp Thần cảm thấy kính nể. Đây tuyệt đối là một người chí cường giả. Một món hồn phách sống sót lâu như thế, thực lực có thể tưởng tượng được có khủng phố dường nào. Luân hồi mộ chủ, rốt cuộc để cho ta đến lúc. Chiến thần nói, để cho Diệp Thần không biết trả lời thế nào. Cho đến bây giờ, 9 con thần long cũng tốt, chiến thần cũng được, tựa hồ cũng biết mình. Lại là biết luân hồi mộ địa bí mật. Nữ chiến thần cũng không để ý gì tới sẽ Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc. Ngược lại đi tới hắn bên người, một đôi tay trắng thon thon, vuốt ve mặt hắn gò má. Ngươi theo ta tới đây. Chiến thần sau khi nói xong, đi ở phía trước, Diệp Thần đi theo phía sau. Ước chừng 2 giờ sau này, đi tới một nơi quan tài trước mặt. Diệp Thần tim, không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Cái này thế gian luân hồi huyết mạch, chỉ có thể tồn tại một người, mà ngươi chính là duy nhất. Ngươi có luân hồi huyết mạch. Chắc hẳn biết luân hồi huyền bia. Diệp Thần nghe gặp chiến thần nói, hô hấp có chút gấp rút, chẳng lẽ Càn Khôn sát vực cũng có một khối luân hồi huyền bia? Tiền bối, người có biết luân hồi huyền bia tung tích? Đây đối với ta rất trọng yếu. Diệp Thần chắp tay, vô cùng nghiêm túc nói. Nữ chiến thần khẽ mỉm cười, ta đã cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi luân hồi huyền bia hơi thở, đây tựa hồ là trần bia đi. Trần bia mặc dù là 10 khối luân hồi huyền bia bên trong yếu nhất, nhưng là dưới mắt, ngược lại là thích hợp nhất ngươi. Chỉ bất quá, cảnh giới của ngươi cuối cùng thấp chút, đối đãi ngươi bước vào nửa bước phong môn, ngươi mới có thể cảm nhận được luân hồi huyền bia chân chính mạnh mẽ. Diệp Thần nghe được nửa bước phong môn, trong mắt ảm đạm xuống. Cái này cách mình có chút xa. Nếu như có thể tìm được còn dư lại mấy khối luân hồi huyền bia, có lẽ có cơ hội nhanh chóng bước vào phong môn. Có chuyện có thể phải để cho ngươi thất vọng, Càn Khôn sát vực cũng không có luân hồi huyền bia. Nghe được câu này, Diệp Thần không khỏi có chút thất lạc. Nhưng mà, nữ chiến thần tiếp tục nói, mặc dù Càn Khôn sát vực không có luân hồi huyền bia, nhưng là ta biết còn lại 9 khối luân hồi huyền bia tung tích. Cái gì?
Diệp Thần tròng mắt trợn to, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này nữ chiến thần lại biết còn lại luân hồi huyền bia tung tích. Vậy có phải hay không ý nghĩa mình có thể mau sớm góp đủ 10 khối? Hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, hắn là không phải có thể ở linh võ đại lục tùy ý ngang dọc. Thậm chí, đạp bể thần quốc cũng không phải là không có khả năng. Ngươi chớ cao hứng quá sớm, còn dư lại 9 khối luân hồi huyền bia đều không phải là như vậy dễ dàng có thể bắt được. Đã từng, 10 khối luân hồi huyền bia, phân biệt có 10 vị người bảo vệ, trên mình ngươi có Huyền Nguyệt Tông hơi thở, sợ rằng đã biết Huyền Nguyệt Tông khối kia luân hồi huyền bia tung tích. Nữ chiến thần nhàn nhạt nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, kích động nói, vậy còn dư lại người bảo vệ ở nơi nào? Nữ chiến thần thở dài một hơi nói, có vài người chết, có vài người ẩn núp ở chỗ sâu. Luân hồi huyền bia tác dụng quá lớn, đối với những cái kia thuộc về linh võ đỉnh cấp người mà nói, rất trọng yếu. Giết người cướp bảo ở linh võ đại lục lại bình thường bất quá. Hơn nữa, linh võ đại lục thần quốc, đối với vật này cực kỳ quan tâm. Nếu ngươi tìm được Trần Bia, ta đề nghị ngươi một khối đi tìm thần hỏa học viện Viêm Bia. Con đường võ đạo, điều khiển ngọn lửa liền tương đương với điều khiển hết thảy. Viêm Bia đang chiến đấu cũng có cực kỳ cường đại lực bộc phát, thậm chí trạng thái mạnh nhất, không kém gì mấy trăm chuôi chân thần khí đồng thời nổ. Diệp Thần hơi kinh hãi. Hiện tại hắn có thể thao túng ngàn binh bạo cũng đủ để đáng sợ, mấy chục chuôi thời không chi binh nổ, long trời lở đất. Mà Viêm Bia lại giống như là mấy trăm chuôi chân thần khí. Hợp đạo tiên thần khí. Thời không chi binh, thần khí, chân thần khí, thánh binh. Cái này giữa chênh lệch, Diệp Thần căn bản không cách nào tưởng tượng. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, nữ chiến thần tiếp tục nói, không nói nhiều thừa thải, nếu ngươi đi tới nơi này, có ít thứ cũng nên do ngươi đi lấy. Nữ chiến thần sau khi nói xong, cũng không có cho Diệp Thần suy tính thời gian, tay nàng chỉ nhẹ nhàng cua múa. Quan tài đá động. Oanh, oanh, oanh. Ở bên ngoài, sấm giáng thế, bản đi tìm một chút cơ duyên võ giả, từng cái ngẩng đầu nhìn trời không. Rốt cuộc là ai, để cho thiên đạo nổi giận. Sấm rơi xuống, không biết chết đi nhiều ít võ giả, thế giới bên ngoài, tựa như một phiến luyện ngục. Quan tài đá bên trong một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, quan tài đá ở giữa người đàn ông lại và hắn có mấy phần giống. Người đàn ông ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Ước chừng một mắt, bầu trời xuất hiện vô số vết rách. Sắc sắc, giờ khắc này, thiên đạo tựa như cũng sắp bể tan tành. Bầu trời bên trong truyền tới một đạo rên rỉ thanh âm, tựa hồ giống như là đang cầu xin tha như nhau. Một mắt, thiên đạo đều phải bể tan tành, không dám tranh phong, chỉ muốn như thế nào cầu xin tha thứ. Sấm biến mất, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một hạt giống tản ra ánh sáng chói mắt. Càn khôn sát vực vô số cường giả thấy vậy hạt giống, toát ra thần sắc tham lam, thậm chí điên cuồng. Đây là Thái Huyền Đạo Chủng. Lời đồn đãi Thái Huyền Đạo Chủng là thiên địa ban đầu tạo ra tới, nếu là có thể đạt được, mình liền đại biểu trời nói. Đạt được Thái Huyền Đạo Chủng, toàn bộ linh võ đại lục võ giả, đều phải thần phục ở dưới chân của hắn. Những thứ này tinh khiếu cảnh cường giả hoàn toàn đổi được điên cuồng. Thậm chí còn xuất hiện ba tên nửa bước phong môn cường giả. Những cường giả này từng cái bay về phía hư không, muốn cướp đoạt Thái Huyền Đạo Chủng, nhưng mà sau đó một khắc trực tiếp biến mất. Thái Huyền Đạo Chủng biến mất, tất cả võ giả cũng không biết hướng đi. Cơ duyên loại vật này, có lúc thực lực cường đại cũng không có tác dụng. Thái Huyền Đạo Chủng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, lại là rơi vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần cảm giác mình trong đan điền. Xuất hiện một hạt giống, chỉ bất quá hạt giống yên tĩnh đợi ở trong đan điền mặt, không có bất kỳ động tác. Thái Huyền Đạo Chủng, Diệp Thần cũng biết, chờ đợi nảy mầm một khắc kia, mới sẽ cho thấy một ít tác dụng. Chỉ bất quá cái này tác dụng là cái gì, Diệp Thần thì không rõ lắm. Thái Huyền Đạo Chủng chỉ tồn tại truyền thuyết, ai vậy không có được qua. Vật này liền tạm thời giấu thân thể ngươi bên trong. Chỉ có luân hồi huyết mạch, mới có tư cách uẩn dục. Còn như có thể hay không nảy mầm, ta sẽ không biết. Hết thảy xem nhân quả, xem duyên phận. Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, nữ chiến thần tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này.
thì tại sao biết luân hồi mộ địa sự việc? Hắn muốn hỏi cái gì, nữ chiến thần căn bản không để ý, năm ngón tay nắm chặt, quan tài đá ở giữa bóng người, lại xông ra một giọt máu tươi. Một giọt máu tươi yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, nữ chiến thần mở miệng nói, bắt cái này giọt máu, dung nhập vào trong thân thể. Đến lúc đó gặp phải bất kỳ sự việc, không nên kinh hoàng. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, bắt trong hư không máu tươi, trực tiếp luyện hóa. Oanh! Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tựa như sắp cháy, trong cơ thể máu loãng sôi trào. Luân hồi huyết mạch vào giờ khắc này, đổi được hoàn toàn cuồng bạo, từ từ, Diệp thần cảm giác mình trước mắt, đổi được hắc ám. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, Diệp thần một lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện hết thảy đều thay đổi. Yêu thú, nhân tộc không ngừng chém giết, thậm chí một ít chủng tộc khác, đều ở đây lẫn nhau chém giết. Ác quỷ, Atula, từng cái giết đỏ mắt, trong đầu chỉ có giết hại. Nơi này là lục đạo bên trong. Diệp thần thấy một màn này, có chút khiếp sợ, luân hồi huyết mạch, chính là chấp trưởng lục đạo luân hồi. Thiên đạo, nhân đạo, Atula đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Ở lục đạo bên trong, toàn bộ bầu trời tối tăm không mặt trời, hết thảy trật tự đều bị đánh loạn. Lục đạo toàn bộ tập trung ở một cái trên thế giới mặt, Atula cũng tốt, nhân tộc, yêu tộc, chết đi linh hồn, đã không thể tiến vào luân hồi. Chỉ vì là lục đạo đứng đầu đã không có ở đây, cái gọi là lục đạo vậy hoàn toàn sụp đổ. Diệp thần biết, thấy một màn trước mắt cảnh tượng, sợ rằng và giọt kia máu có liên quan. Chân chính lục đạo, là trạng thái gì, Diệp thần không biết, sợ rằng thật cùng bây giờ thấy được cảnh tượng giống nhau như đúc. Tiếp theo, Diệp thần tiếp tục đi, phát hiện những thứ yêu thú này và nhân tộc, căn bản không thấy được hắn. Hắn phảng phất từ không xuất hiện qua như nhau. Hình ảnh lần nữa một chuyển, Diệp thần phát hiện ở trong hư không, đứng vững vàng một bóng người. Bóng người chính là quan tài đá bên trong và mình giống người đàn ông. Hắn sừng sững ở trong hư không, tựa như nắm trong tay thế gian vạn vật đế vương. Đột nhiên bây giờ mưa gió thay đổi, một cây màu đen nhánh ngón tay bỗng nhiên rơi xuống. Người đàn ông kia, liều mạng dùng hết thủ đoạn, nhưng mà vẫn bại. Ông! Diệp thần mở mắt ra, phát hiện mình hoàn tại chỗ, chiến thần lẳng lặng nhìn mình. Lục đạo đã tan vỡ, người cần phải mau sớm lớn lên, xây lại lục đạo trật tự, luân hồi huyết mạch sự việc, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không ngươi chỉ có một đường chết, trừ phi vượt qua người nọ, mới có một đường sinh cơ. Hiện tại linh võ đại lục lục đạo thuộc về thần quốc vị kia nắm trong tay. Ngươi căn bản không có tư cách chống lại. Diệp thần ngẩn ra, do dự mấy giây hay là hỏi nói, người đàn ông kia kết quả là ai? Nữ chiến thần bình tĩnh nhìn một cái Diệp thần. Đã từng áp đảo thần quốc trên tồn tại. Ngươi thật lấy là ngươi chẳng qua là một gia xanh ở Hoa Hạ Ninh Ba thiếu gia. Từ ngươi ra đời một khắc đó trở đi, người đàn ông kia và quyền lợi đánh cờ liền đã bắt đầu. Ngươi là một quả con cờ, cũng hoặc là không phải. Bởi vì, cái này một bàn cờ, chỉ có ngươi một con cờ. Mà ngươi đối diện, nhưng là chân chính quyền thế ngút trời và vô số người ngửa mặt trông lên tồn tại. Thần quốc đã có người nhận ra được ngươi, ngươi thời gian không nhiều lắm. Vào đi thôi. Diệp thần phát hiện mình xuất hiện trước mặt một tòa mật thất. Chính ngươi tiến vào bên trong, có thể hay không đạt được người kia thừa nhận, xem ngươi vận may. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, đẩy ra cửa đá mật thất, đi vào. Vừa tiến vào bên trong, phát hiện mật thất cũng không có bất kỳ vật gì. Đột nhiên bây giờ, xuất hiện một bóng người lững lờ đi ra, Diệp thần nhìn một cái, phát hiện chính là cái đó quan tài đá ở giữa người đàn ông. Đánh bại ta. Bất quá, cảnh giới đều là hợp đạo cảnh tầng 9 thiên. Hai người đều là giống nhau cảnh giới, Diệp thần cầm ra máu ma kiếm nắm trong tay. Hắn một đôi mắt dần dần đổi được ngưng trọng, mặc dù đều là giống nhau cảnh giới, nhưng là Diệp thần không hề cho rằng, sẽ dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Diệp thần đứng mũi chịu sào, một cái bước dài trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, hư ảo bóng người cũng không có bất kỳ động tác, ngược lại chìa tay ra chỉ một cái. Oanh! Chỉ một cái rơi xuống, Diệp thần cảm giác mình hoàn toàn bị phong tỏa như nhau. Căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Phốc suy.
chỉ một cái đi xuống, trực tiếp xuyên thấu Diệp Thần thân thể, trực tiếp một búng máu phun ra ngoài, cả người sắc mặt đổi được dị thường trắng bệch. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hư ảo bóng người, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Đối phương lại đang hợp đạo cảnh tầng 9 thiên cũng đã bộc phát ra tinh khiếu cảnh đỉnh cấp thực lực. Diệp Thần biết mình hiện tại cũng không phải là vô địch, nhưng là tự nhận là cùng cấp cảnh giới dưới, vẫn là vô địch tồn tại. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Người đàn ông này, chân thực quá kinh khủng. Mượn ngoại lực, người vĩnh viễn không thể nào đánh bại ta. Diệp Thần cầm huyết ma kiếm bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong, cầm ra một chuôi bình thường kiếm. Thời gian pháp tắc không ngừng lưu động, một kiếm quơ múa ra. Năm tháng lực lượng khắp nơi lan truyền, hư ảo bóng người tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, trực tiếp tránh thoát một đạo kiếm quang, đi tới Diệp Thần trước mặt. Oanh! Một quyền ra, Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đang bay ra đi trong nháy mắt thời điểm, hư ảo bóng người một cước đá ra. Từ đầu chí cuối cũng không có đụng tới bất kỳ công pháp, chỉ là thật đơn giản một quyền một cước mà thôi. Diệp Thần từ trên mặt đất bò dậy, lau chùi hết khóe miệng máu loãng. Một cặp tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hư ảo bóng người. Kiếm ném trên mặt đất, sau đó cả người trực tiếp xông tới. Ở hắn sau lưng 6 con đường lực thả ra ngoài, thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật, máu thần, giết liền giới vực, toàn bộ đều bộc phát ra. Bất hủ thần thể tản ra kim quang, nâng lên cánh tay, một đấm oanh đi giết. Hư ảo bóng người sau đó nâng lên một quyền, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Diệp Thần quả đấm truyền tới đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa không nhịn được hô lên. Bất hủ thần thể mạnh mẽ, nhưng là đối mặt hư ảo bóng người, thật giống như không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thần lui về phía sau 2 bước, cả người tiến vào nhập ma trạng thái, sau đó, toàn thân cao thấp tràn đầy màu đen ma khí. Ma khu lóe lên hắc quang, Diệp Thần một lần nữa liều chết xung phong ra. Ở hắn xông lên đi giết trong nháy mắt. Hư ảo bóng người một hơi một tí, ở một đấm sắp rơi vào ngực hắn thời điểm, hắn khóe miệng ngược lại xuất hiện nụ cười thản nhiên. Vẫn còn quá yếu. Oanh! Một đấm đi xuống, hư ảo bóng người đứng tại chỗ, liền lùi lại sau một bước cũng không có. Diệp Thần cau mày, mặc dù đối với phương đã đạt tới tinh khiếu cảnh đỉnh cấp thực lực, nhưng là hắn một quyền, nếu như tinh khiếu cảnh đỉnh cấp không ngăn cản nói, nhất định sẽ phải chịu một chút thương thế. Nhưng mà bây giờ là tình huống gì? Người đàn ông kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể có thể đạt tới vô địch bước. Cái thế giới này, nơi nào sẽ có chân chính vô địch? Đi theo căn nguyên, trên mình ngươi những thứ này, chỉ sẽ trở thành là ngươi gông xiềng. Hư ảo bóng người mà nói, để cho Diệp Thần cau mày, đi theo căn nguyên. Hắn chân chính căn nguyên là cái gì? Ma khu sao? Không phải. Bất hủ thần thể. Cũng không phải. Dù là 6 cái thần vương nói, thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật, những thứ này đều không phải là. Duy chỉ có luân hồi huyết mạch, mới là hắn chân chính căn nguyên. Trên mình ngươi gông xiềng quá nhiều, mặc dù đều là tăng cường thực lực thủ đoạn, bất quá chân chính bảo tàng là mạch máu ngươi. Bất hủ thần thể, ma khu, cũng không coi vào đâu, duy chỉ có luân hồi huyết mạch mới là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ bất quá Diệp Thần một mực không biết, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ thúc dục phát ra luân hồi huyết mạch. Hắn trước kia vậy không phải là không có thử nghiệm, nhưng mà cũng lấy thất bại chấm dứt. Hư ảo bóng người cũng không nói lời nào, hắn tồn tại mục đích, chính là vì chỉ điểm. Hiện tại hắn thực lực, nếu là muốn giết chết Diệp Thần, dễ như trở bàn tay. Diệp Thần cầm bất hủ thần thể và ma khu, núp ở chỗ sâu nhất, muốn thúc dục luân hồi huyết mạch. Ông, lúc này, trong cơ thể hắn máu loãng tựa như đang gầm thét, muốn từ hắn trong thân thể bộc lộ tài năng. Máu loãng tràn đầy Diệp Thần toàn thân cao thấp, hắn toàn bộ người khí tức trên người, ngửi được một tia luân hồi hơi thở. Cái này, Diệp Thần ngây ngẩn, trước kia thúc dục luân hồi huyết mạch thở ơ, nhưng mà bây giờ lại có từng tia phản ứng. Dưới tình huống này, để cho Diệp Thần mừng rỡ như điên. Hẳn là bởi vì vậy một nhỏ máu duyên cớ. Giờ khắc này, Diệp Thần toàn bộ người khí tức trên người, đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hô!
Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nâng lên một quyền, toàn bộ trong cơ thể máu loãng thúc dục. Luân hồi lực phun trào, lưu động ở hắn ngũ tạng lục phủ bên trong. Một quyền ra, đánh vào hư ảo bóng người phía trên. Hư ảo bóng người lui về phía sau hai bước, bất quá cũng không có để ý, ngược lại mở miệng nói, người luân hồi huyết mạch, cũng không có chân chính trên ý nghĩa thức tỉnh, bất quá đã lĩnh ngộ được xích trần thần mạch, miễn cưỡng. Hư ảo bóng người, cũng không phải là vô địch, chỉ có lĩnh ngộ luân hồi lực, mới có thể đả thương hắn. Muốn lĩnh ngộ luân hồi lực nói, điểm trọng yếu nhất chính là luân hồi huyết mạch. Thời gian pháp tắc có thể ảnh hưởng người năm tháng, giống như là sanh lão bệnh tử vậy. Cuối cùng có một ngày sẽ bị năm tháng và thời gian, tiêu diệt hết thảy tuổi thọ. Luân hồi lực nhưng trông coi luân hồi, ra đời cái chết đến, bước vào luân hồi bên trong. Diệp Thần nhìn chằm chằm hư ảo bóng người, cả người trực tiếp xông lên đi giết. Luân hồi lực hơi thở đập vào mặt, giống như từng cổ một cuồng phong bạo vũ, liều chết xung phong ra. Làm luân hồi lực chân chính đạt tới đỉnh cấp một khắc kia, chỉ cần Diệp Thần vận dụng, là có thể để cho địch nhân bước vào luân hồi bên trong. Oanh, oanh, oanh! Diệp Thần và hư ảo bóng người, một quyền tiếp liền một quyền, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Hai bên cũng bộc phát ra luân hồi lực lượng, không ngừng chém giết. Người đàn ông kia thiết định trạng thái vậy chỉ bất quá mới vừa lĩnh ngộ luân hồi lực. Hai người trình độ, không phân cao thấp. Diệp Thần muốn thắng mà nói, nhất định phải ở lĩnh ngộ luân hồi lực phía trên, vượt qua người đàn ông kia, mới có thể chiến thắng. Vì sao là luân hồi? Diệp Thần trong đầu đang suy nghĩ, ra đời, tử vong, một mực đang không ngừng luân hồi. Ở hắn suy tính thời điểm, mỗi một quyền cũng oanh đánh ra. Hai người bây giờ, luân hồi hơi thở, không ngừng tranh phong. Ngươi là cái này thế gian luân hồi đứng đầu. Hư ảo bóng người đột nhiên nói ra một câu nói, Diệp Thần ánh mắt, dần dần đổi được sáng lên. Hắn là luân hồi đứng đầu, cái này thế gian luân hồi chuyện, đều do hắn nắm trong tay. Oanh! Một đấm đi xuống, hư ảo bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hai người bây giờ, cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa thực lực giao phong, ngược lại là luân hồi lực. Vèo! Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong xuất hiện một đạo chấn động. Hư ảo bóng người biến mất ở trong thế gian. Diệp Thần từ trong mật thất mặt đi ra, đúng dịp thấy nữ chiến thần, bất quá nàng hư ảo bóng người, càng ngày càng nhạt, sợ rằng kiên trì không bao lâu thời gian. Luân hồi lực, ở bên ngoài không nên động dùng. Trừ phi ngươi chân chính rơi vào hẳn phải chết cảnh. Nếu không, nếu là bị những người đó nhận ra được, ngươi biết rất nguy hiểm. Còn nữa, bây giờ ngươi căn bản không cách nào nắm trong tay. Mới vừa rồi bất quá là ảo cảnh, nếu như thực tế, đối với ngươi cắn trả sẽ cực lớn. Trừ phi ngươi luyện hóa năm khối luân hồi huyền bia. Hiển nhiên bên trong hết thảy, chiến thần đều biết. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, luân hồi huyết mạch một khi bị phát hiện, sợ rằng hắn căn bản không sống nổi. Nếu ngươi đã đạt được hết thảy, nơi này tồn tại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta cũng nên rời đi. Nữ chiến thần trên mặt cũng không có bất kỳ yêu thương. Chỉ bất quá ánh mắt không nhịn được nhìn Diệp Thần. Hy vọng ta vẫn có thể là ngươi khảy một bản. Nữ chiến thần trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi đàn. Nàng ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng khảy đàn, Diệp Thần yên tĩnh nhìn nàng. Tiếng đàn vang lên, giữa âm lượn quanh lương, phảng phất có long phượng bay lượn. Kiếp này hắn, cũng sớm đã quên chiến thần, dù là trí nhớ của kiếp trước cũng không có. Một khúc hồng trần tán. Chuyện cũ như mây khói. Quát sơn hà khuấy thiên địa, tứ bề bất ổn chiến thương khung. Vạn thế luân hồi là đế tôn, một khúc cách chết hiểu đưa quân đừng. Kiếp trước kiếp này nhân quả đoạn, hoa mai điêu rơi tiếc cách hàn. Nữ chiến thần lẩm bẩm nói nhỏ, một khúc kết thúc, từ mặt đất đứng lên, nhìn Diệp Thần mở miệng nói, đáng tiếc kiếp này không thấy được ngươi quân lâm thiên hạ ngày hôm đó. Diệp Thần ánh mắt dần dần có chút ướt át. Nhưng không biết cần phải nên nói cái gì. Ta tên gọi, khúc nặng khói. Nữ chiến thần tiếng nói vừa dứt, cả người hư ảnh tiêu tán ở trong thế gian. Diệp Thần yên tĩnh đứng ở nơi đó, thời gian trôi qua hồi lâu, hắn từng bước một đi ra ngoài. Từ trong mộ mặt đi ra, Diệp Thần phát hiện chung quanh xương trắng cũng sớm đã biến mất, ở hắn phía sau, phần mộ chậm rãi biến mất,
chỉ còn lại khúc nặng khói pho tượng, sừng sững trên mặt đất. Diệp Thần đi tới khúc nặng khói pho tượng bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu là có thể gặp phải kiếp này ngươi, ta liền dẫn ngươi nhìn hết thiên hạ. Hắn tâm tình có chút nặng nề, người đàn ông kia thực lực cường đại, nhưng cuối cùng vừa chết. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ mình vận mệnh. Lão đại, hắn ở chỗ này. Diệp Thần nghe gặp thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chính là vậy ba huynh đệ. Bọn họ ba người đi theo Diệp Thần đi tới trong sương trắng mặt, lại không có phát hiện bất kỳ vật gì, một mực ở lượn quanh vòng. Không nghĩ tới sương trắng đột nhiên biến mất, bọn họ vừa vặn cũng nhìn thấy Diệp Thần. Ba huynh đệ thấy Diệp Thần, trực tiếp cầm hắn bao vây lại. Diệp Thần tâm tình bây giờ cũng không tốt, tựa hồ bởi vì khúc nặng khói rời đi, có một ít bi thương. Hắn mắt lạnh nhìn ba huynh đệ, luân hồi lực không thể bại lộ, muốn phải đối phó tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, có một ít khó khăn. Chỉ bất quá hiện tại Diệp Thần không hề muốn chạy trốn cách, hắn cần một cuộc chiến đấu tới chậm rõ ràng mình một chút tâm tình. Huyết ma kiếm nắm trong tay, nếu giết không chết bọn họ ba huynh đệ, nhưng là cũng phải chém giết một người. Đuổi giết hắn lâu như vậy, cuối cùng vậy phải bỏ ra một ít giá phải trả. Ba huynh đệ cười không nói, Diệp Thần thực lực bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể nào là bọn họ đối thủ. Diệp Thần đánh đòn phủ đầu, cả người bóng người, ở trong một cái chớp mắt này, bỗng nhiên xông tới. Làm hắn xông tới thời điểm, trong tay một kiếm trực tiếp phung chém ra đi. Một kiếm trên không, bộc phát ra kinh khủng hơi thở, một đạo cực hạn kiếm quang, ở trong một cái chớp mắt này rơi xuống. Oanh! Ba tên tinh khiếu cảnh cường giả, tránh thoát một kiếm, sau đó hướng Diệp Thần liều chết xung phong. Diệp Thần thấy một màn này, khóe miệng một món giễu cợt nụ cười, bất hủ thần thể kim quang bùng nổ. Sau đó một kiếm ngăn cản, ở đón đỡ cư trú ngay tức thì, ngoài ra một người tinh khiếu cảnh cường giả, không chút do dự liều chết xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần bóng người hơi lui về phía sau. Tự tìm cái chết. Chung quanh mặt đất, từng tầng một hàn băng bao trùm, không khí bên trong nhiệt độ, ngay tức thì hạ xuống. Ba huynh đệ hai chân bị hàn băng bao trùm, tạm thời khống chế được bọn họ năng lực hành động. Mặc dù chỉ có thể khống chế bọn họ năm hơi thở thời gian, bất quá đối với Diệp Thần mà nói đã đủ. Một đạo hàn quang ngưng tụ, kiếm quang ngay tức thì xông ra. Một kiếm này lực lượng, toàn bộ đều nhắm ngay một người, kinh khủng hơi thở, điên cuồng bộc phát ra. Oanh! Một kiếm trực tiếp rơi vào một người tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả trên mình. Gã cường giả kia ngực xuất hiện một đạo vết thương, toàn bộ lui về phía sau ba bước. Lão nhị, người không có sao chứ? Trong này một người cường giả mở miệng nói. Lão nhị lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không có bị cái gì quá lớn thương thế. Chút thương thế này mặc dù có chút đau đớn, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Lão nhị bị thương, cũng để cho còn thừa lại hai người cường giả hơn nữa điên cuồng, dĩ nhiên càng nhiều hơn hay là đối với Diệp Thần thực lực kiêng kỵ. Hợp đạo cảnh tầng 9 thiên đả thương tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ba huynh đệ thế công hơn nữa mãnh liệt, Diệp Thần một tay cầm huyết ma kiếm, một tay cầm chu thiên thần ma thương. Điên cuồng công kích, mặc dù đối mặt ba người, nhưng không có sợ hãi chút nào thần sắc, ngược lại càng đánh vượt dũng. Ba huynh đệ càng đánh càng kinh hãi, cái này Diệp Thần thương thế trên người lại không có chút nào ảnh hưởng hắn thế công. Trong này khổ nhất chính là lão tam, Diệp Thần một mực công kích hắn, từng chiêu chết người. Nhất là thấy Diệp Thần ánh mắt tràn đầy sát ý, là máu, điên cuồng, rõ ràng muốn giết hắn. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Diệp Thần biểu hiện ra càng mạnh thế, để cho lão tam trong nội tâm càng ngày càng run sợ trong lòng. Trảm thiên nhất kiếm. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, huyết ma kiếm bộc phát ra kinh khủng à khí, sát ý lạnh như băng tràn ngập ở trong không khí. Tạo thành giới vực. Kiếm quang ngay tức thì bay về phía lão tam bóng người, kiếm khí càn quét chung quanh hết thảy, kinh khủng kiếm quang rất có diệt thế oai. Một kiếm phá sơn hà. Toái tinh. Chu thiên thần ma thương kinh khủng thương ý tràn ngập ở bốn phía, Diệp Thần ở kiếm quang phía sau theo sát phía sau. Giơ tay lên, một nhát thương đâm đi ra ngoài. Cái này một thương phong tỏa lại lão tam nơi buồng tim,
Chu Thiên Thần Ma Thương giống như một thần một ma hư ảnh, tràn ngập ở trên thân súng mặt. Một thương thế, tựa như cái này thế gian chỉ còn lại súng. Kiếm quang và đầu thương dần dần ở lão tam trong con ngươi mặt phóng đại. Vào lúc này, hắn đứng tại chỗ, tựa như ngu vậy. Oanh! Kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống, biến dạng lão tam thân thể, đầu thương vẻ hàn quang bỗng nhiên rơi xuống. Phịch! Một tiếng rên, Diệp Thần một nhát thương đâm nhập tim hắn bên trong. Lão tam hai tay cầm thân thương, trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, lau một cái oán hận, nhưng mà con ngươi dần dần mất đi quang minh, sinh mạng hơi thở không ngừng chạy mất. Diệp Thần sau đó khơi mào hắn thân thể, bỗng nhiên ném trên mặt đất. Oanh! Lão tam! Ba huynh đệ chỉ còn lại hai người, lão đại và lão nhị nổi cơn giận dữ, hận không phải đem Diệp Thần xé nát thành hai nửa. Vèo, vèo! Ở Diệp Thần phía sau, hai đạo cực hạn kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống. Phốc suy! Diệp Thần một búng máu phun ra, sau lưng hai đạo dữ tợn vết thương, chảy máu loãng. Hắn vừa quay người, một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm hai huynh đệ. Gặp qua Chu Thiên Thần Ma Thương người, đều phải chết, hiện tại, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Vậy hai người sắc mặt hơi đổi một chút, mới vừa muốn nói cái gì, một cái cổ quái cái hộp kiếm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái hộp kiếm mở ra. Ánh sáng sáng chói nổ bắn ra ra. Cả thế giới, tràn đầy vô tận tử vong ý. Hai người kia con ngươi chỉ còn lại bất ngờ và hốt hoảng. Hoàn toàn bỏ mình. Một lúc lâu sau, Diệp Thần đi tới một nơi đỉnh núi, ngồi xếp bằng, vận chuyển thương thế. Hắn chuẩn bị điều chỉnh kết thúc liền đi tìm Kỳ Lâm và Viêm Khôn. Nếu là có cơ hội, hắn còn muốn thử nghiệm hủy diệt cái đó hồn điện quan tài đá trận pháp. Hắn hiện đang nắm trong tay liền một phần chia luân hồi lực, chắc có tư cách hủy đi. Này, huynh đệ, có không có hứng thú và chúng ta thăm dò Càn Khôn Cung? Ở Diệp Thần điều thức thời điểm, xuất hiện một đám người, bọn họ thực lực không hề cao, trên căn bản đều là hợp đạo cảnh và tạo hóa cảnh võ giả. Cũng bởi như thế, mới sẽ hỏi Diệp Thần, nếu không Càn Khôn sát vực nơi nào sẽ phản ứng một người hợp đạo cảnh võ giả. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn trước mắt nam tử, đối phương người mặc màu đen quần áo, trong tay cầm một chuôi kiếm lạnh lẽo. Ở người ở sau lưng hắn, thực lực tầng thứ không đủ, y liệu cũng có chút cũ nát, một mắt là có thể nhìn ra, những người này đều là tán tu. Đối với tán tu, Diệp Thần vẫn là nhất định có hảo cảm, dẫu sao hắn sát tông thành lập thời điểm, tất cả đều là bởi vì tán tu. Càn Khôn Cung là địa phương nào? Diệp Thần nhướng mày một cái, cũng chưa có nghe nói qua, nhưng là đã như vậy nhiều người tìm, có phải hay không là băng kiếm tiên tôn bị kẹt địa phương? Huynh đệ, Càn Khôn Cung ngươi cũng không biết, đó là Càn Khôn sát vực trí cao chỗ xuất hiện một tòa cung điện. Nghe nói nơi đó bị phong ấn trước mấy vị thượng cổ cường giả. Mấu chốt, toàn bộ Càn Khôn sát vực võ giả, mơ tưởng cầu mong bảo vật cũng ở phía trên. Phong ấn cường giả. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái. Chẳng lẽ băng kiếm tiên tôn thật ở phía trên? Diệp Thần ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trước hắn không có chú ý. Bất quá hiện tại vừa thấy, mới phát hiện, lại thật sự có một đạo hư ảnh. Chỉ bất quá hư ảnh dị thường yếu kém, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra. Diệp Thần lại tiếp tục nói chuyện với nhau đôi câu, biết đây là tán tu liên minh. Bởi vì tiến vào võ giả, phần lớn đều là thế lực khắp nơi, tán tu không có cách nào, chỉ có thể thành lập liên minh. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng, và bọn họ kết minh. Dẫu sao hắn đối với Càn Khôn Cung không được rõ. Chỉ cần có băng kiếm tiên tôn tung tích đầu mối, hắn cũng sẽ thử nghiệm. Hoàng Bách chụp chụp Diệp Thần bả vai, có thể tìm được một người tán tu, bọn họ đội ngũ mới có thể càng ngày càng khỏe lớn. Tiếp theo, Diệp Thần đi theo đội ngũ phía sau. Người tán tu này liên minh, Hoàng Bách là minh chủ, thực lực tạo hóa cảnh tầng 9 thiên. Còn có hai cái phó minh chủ, đều là tạo hóa cảnh. Toàn bộ đội ngũ có chừng 200 người, trừ Hoàng Bách trở ra, đều là hợp đạo cảnh võ giả. Cổ thế lực này ở bên ngoài vẫn có thể có chút thành tựu, bất quá ở chiến trường thượng cổ bên trong, hoàn toàn không có tác dụng quá lớn. Tùy tiện xuất hiện một người tinh khiếu cảnh cường giả, là có thể cầm tán tu liên minh tiêu diệt. Vậy không phải là không có cường đại tán tu,
chỉ bất quá căn bản khinh thường và tán tu liên minh chung một chỗ. Dẫu sao bọn họ thực lực cũng quá yếu, hợp đạo cảnh võ giả và đưa đầu người không có khác biệt, hơn nữa cùng cảnh giới bên trong, tán tu vĩnh viễn đều là một phương yếu nhất. Đưa đến không có bất kỳ cường giả gia nhập. Hoàng Bách cũng biết bây giờ tình huống, chỉ bất quá không có cách nào, cùng nhau đi tóm lại có một cái phối hợp. Tiếp theo, tán tu liên minh đi Càn Khôn Cung phương hướng. Nơi này cách Càn Khôn Cung phương hướng, còn có rất dài một khoảng cách. Diệp Thần một mực ở đội ngũ mặt sau cùng, làm một cái nhỏ trong suốt. Hợp đạo cảnh tầng 9 thiên võ giả, cũng không có ai chú ý, chỉ bất quá thỉnh thoảng có người tới trò chuyện. Người trước mặt, dừng lại. Ở Hoàng Bách bọn họ được lúc đi, đột nhiên gặp phải một đám người. Những võ giả này người mặc hoa lệ quần áo, bên trong đôi mắt cao ngạo thần sắc, hận không được viết ở trên mặt. Số người của bọn họ không hề nhiều, chỉ có 10 người, bất quá toàn bộ đều là tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Hoàng Bách từ đội ngũ bên trong đứng ra, nhìn trước mắt chàng thanh niên, khóe miệng toát ra vẻ khổ sở thần sắc, sau đó mở miệng nói, Long Thiếu, có chuyện gì? Bỏ mặc thực lực vẫn là bối cảnh, bọn họ tán tu liên minh hoàn toàn không chọc nổi. Long Sơn đến từ Thánh Long gia tộc, mặc dù không phải là dòng chính, nhưng là vậy không trêu chọc nổi. Bót! Long Sơn một cái tát lên ở Hoàng Bách trên mặt, sau đó mở miệng nói, ngươi cũng xứng kêu ta Long Thiếu. Một cái tát đi xuống, để cho Hoàng Bách mặt ngay tức thì đổi được xương đỏ đứng lên. Long Sơn thực lực cũng không làm sao, nhưng là Hoàng Bách không dám chút nào cản rỡ. Sau lưng 10 tên cường giả tạo hóa cảnh nhìn chăm chú đây, Hoàng Bách nếu là dám xuất thủ, khẳng định sẽ bị 10 tên cường giả giết chết. Hoàng Bách trên mặt không dám lộ ra bất kỳ bất mãn, cúi người gật đầu. Hắn mặc dù có tuyệt đối chắc chắn có thể đánh chết Long Sơn, bất quá hắn thế lực, ngay tức thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Không thực lực cường đại và bối cảnh, chỉ có thể ở trong này đựng con cháu, không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Thần ở phía sau vẫn nhìn, nhưng không có lên tiếng. Cầm trên người các ngươi đồ cũng giao ra, mặc dù không thứ tốt gì. Bất quá vậy coi là Thánh Long gia tộc làm cống hiến. Long Sơn sau khi nói xong, lặng lặng đứng, hắn tin tưởng Hoàng Bách bọn họ tuyệt đối sẽ giao ra. Thực lực bầy ở chỗ này, hoặc là cúi đầu, hoặc là bị diệt hết. Hoàng Bách cả người sắc mặt trở nên khó coi, tình thế khó xử. Bọn họ trên người bảo vật đều là vào xanh gia tử lấy được, hiện tại một câu nói, thì phải đem bọn họ bảo vật toàn bộ lấy đi. Long Thiếu. Ngươi cũng biết, chúng ta tán tu không dễ dàng, có thể hay không? Hoàng Bách lời còn chưa nói hết, liền bị một cước đá ra, phốc thông một tiếng, chồng ngã trên mặt đất. Bổn thiếu gia, muốn các ngươi bảo vật, là cho các ngươi mặt mũi, đừng không tán thưởng. Long Sơn khinh thường cười một tiếng, một đám tán tu mà thôi, tùy ý là có thể tàn sát. Căn bản cũng không có để ở trong lòng mặt. Hoàng Bách chật vật đứng lên, nhưng không dám nói câu nào. Cho các người 3 phút thời gian cân nhắc, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hoàng Bách ngẩng đầu nhìn một mắt Long Sơn, nghiêng đầu đi xem những thứ này tán tu. Tán tu liên minh bên này cũng đều biết chuyện gì, từng cái sắc mặt dị thường khó khăn xem. Minh chủ, chẳng qua, chúng ta và bọn họ cá chết lưới rách. Trong đó một người tán tu mở miệng nói. Long Sơn chân thực lấn hiếp người quá đáng, hoàn toàn không đem bọn họ làm người xem. Bọn họ lấy được bảo vật, bản thân chính là cửu tử nhất sanh, hiện tại để cho bọn họ cầm bảo vật giao ra, làm sao có thể. Dĩ nhiên vậy có chút sợ hãi chết võ giả, muốn cầm bảo vật giao ra. Dẫu sao bảo vật không có còn có thể tìm lại, nếu như mệnh cũng bị mất, cái gì cũng không có. Cũng không ai muốn đem mạng của mình cho tống táng. 3 phút thời gian rất nhanh liền đi qua, Hoàng Bách đi tới Long Sơn trước mặt. Long Sơn. Chúng ta tán tu mặc dù thực lực nhỏ, bất quá cũng không phải mặc cho người khi dễ. Hoàng Bách quyết định cá chết lưới rách, chẳng qua chính là vừa chết, sợ cái gì. Trước khi chết, có thể giết chết một người Thánh Long gia tộc võ giả, cũng coi là không uổng chuyến này. Long Sơn cả người sắc mặt trở nên khó coi, không nghĩ tới Hoàng Bách bọn họ như vậy có khí phách. Hắn bóng người hơi lui về phía sau, đi tới 10 tên cường giả tạo hóa cảnh sau lưng. Ai biết Hoàng Bách biết hay không đột nhiên bây giờ bạo khởi làm khó dễ.
Hoàng Bách thấy một màn này, khóe miệng vuốt một tia khinh thường giễu cợt. Người Thánh Long gia tộc thì như thế nào? Không là giống nhau sợ chết. 10 tên tạo hóa cảnh cường giả đứng ra chuẩn bị động thủ, ở trong mắt bọn họ, Hoàng Bách bọn họ chính là con kiến hôi, tùy ý đều có thể tàn sát. Ở Hoàng Bách chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Thần từ phía sau đứng ra, nhìn một cái Hoàng Bách, sau đó mở miệng nói, chuyện kế tiếp giao cho ta. Hoàng Bách nhìn Diệp Thần, nhướng mày một cái, một người hợp đạo cảnh tầng 9 thiên võ giả, làm sao đi ra? Nếu như Hoàng Bách bọn họ lựa chọn thỏa hiệp nói, Diệp Thần cũng sẽ không xen vào chuyện người khác, mình một mình rời đi. Không có cốt khí võ giả, Diệp Thần vậy không có hứng thú đợi ở bên trong. Thật may Hoàng Bách bọn họ không để cho Diệp Thần thất vọng. Làm Diệp Thần chạm lúc đi ra, tán tu liên minh bên kia võ giả một trận kinh hô. Đây là tình huống gì, hợp đạo cảnh tầng 9 thiên võ giả đứng ra, không sợ chết sao? Tình cảnh lên nhưng mà có 10 tên cường giả tạo hóa cảnh. Hoàng Bách cũng có chút mơ hồ, không biết Diệp Thần tình huống gì, vẫn là nói đầu óc có chút vấn đề. Diệp Thần thấy một màn này, cũng không có nói nhiều, cả người đi tới phía trước. Tùy ý lấy ra một thanh kiếm, cái này 10 tên Thánh Long gia tộc cường giả, Diệp Thần hoàn toàn không có coi ra gì mặt. Liền một người tinh khiếu cảnh cũng không có, tùy ý là có thể tàn sát. Thánh Long gia tộc bên này, xem kẻ ngu như nhau nhìn Diệp Thần. Cũng không biết trước mắt hợp đạo cảnh, dũng khí từ đâu tới, lại muốn đối nghịch với bọn họ. Diệp Thần trên người bất hủ kiếm ý trực tiếp bộc phát ra, thời gian pháp tắc hơi thở, không ngừng lưu động. 10 tên cường giả tạo hóa cảnh nhướng mày một cái, Diệp Thần trên mình bộc phát ra hơi thở, chân thực có một ít quỷ dị. Để cho bọn họ trong nội tâm đều có vẻ nguy hiểm cảm giác. Ở Diệp Thần bên cạnh Hoàng Bách không nhịn được lui về phía sau hai bước. Diệp Thần trên mình bộc phát ra hơi thở, chính hắn cũng không ngăn nổi. Đây rốt cuộc thu một cái gì yêu nghiệt võ giả. Hoàng Bách trong nội tâm có một ít mơ hồ, cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, vậy không dám nói gì nữa, lặng lẽ lui ở phía sau. Diệp Thần thân ảnh quỷ mị trực tiếp xông tới, ở hắn xông tới ngay tức thì, kiếm trong tay, ở trong một cái chớp mắt này, trực tiếp nâng lên. Oanh! Một đạo cực hạn kiếm quang, bỗng nhiên rơi xuống đi. Làm rơi xuống trong nháy mắt, trong đó một người cường giả tạo hóa cảnh bóng người trực tiếp bị phong tỏa. Đâm! Một kiếm rơi xuống, tên kia tạo hóa cảnh cường giả trực tiếp tử vong. Ở chết một khắc kia, hắn con người dương ra, một bộ dáng không thể tin, ầm ầm ngã trên mặt đất. Còn thừa lại 9 tên tạo hóa cảnh cường giả trực tiếp bối rối. Một kiếm trong nháy mắt giết tạo hóa cảnh, đây thật là hợp đạo cảnh. Nhưng mà bọn họ muốn không được quá nhiều, Diệp Thần cả người bóng người đã xông lên đi giết. 9 tên tạo hóa cảnh cường giả đồng loạt ra tay, kinh khủng hơi thở lan tràn, để cho tán tu liên minh võ giả và Long Sơn không ngừng lui về phía sau. Loại cấp bậc này cường giả đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Kinh khủng hơi thở là có thể chấn động giết bọn họ. Diệp Thần mỗi một kiếm rơi xuống, đều mang đi một người tạo hóa cảnh cường giả. Dù là bọn họ 9 người vây công, đối với Diệp Thần vậy không tạo được bất kỳ tổn thương. Rất nhanh Thánh Long gia tộc nơi này cường giả, đã có chút sợ hãi, bất quá hai hơi thở thời gian, lại chết 3 tên. Đây hoàn toàn chính là một trường giết chóc, bọn họ liền đánh lại tư cách cũng không có. Các hạ, chúng ta vô tình trêu chọc đến ngươi, hy vọng xem ở Thánh Long gia tộc mặt mũi, tha chúng ta. Thánh Long gia tộc cường giả biết, lần này đá tấm sắt. Chỉ có thể dọn ra Thánh Long gia tộc danh tiếng, tin tưởng là một võ giả, cũng sẽ kiêng kỵ. Thánh Long gia tộc, giết chính là các ngươi người Thánh Long gia tộc. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, lần nữa chém giết một người. Hắn và Thánh Long gia tộc cũng sớm đã có cửu oán, nếu đã gặp phải, tuyệt đối không thể nào thả qua. Thánh Long gia tộc bên này sắc mặt đại biến, muốn đập chết Long Sơn lòng đều có. Nếu như không phải là bởi vì Long Sơn mà nói, tại sao có thể có bây giờ kiếp nạn? Tán tu liên minh bên này, từng người trợn to hai mắt, bọn họ mặc dù không có thể tham chiến, lại có thể dùng thần niệm tra xem bên trong tình huống. Diệp Thần khủng bố như vậy. Tay dậy kiếm rơi, không có bất kỳ một người cường giả tạo hóa cảnh có thể ngăn cản, hoàn toàn chính là một tôn sát thần. Giết hại hơi thở, và mùi máu tanh,
tràn ngập trên không trung, Diệp Thần mỗi một kiếm rơi xuống, Thánh Long gia tộc bên này đều có một người võ giả ngã xuống đất. Không tới 10 hơi thở thời gian, Diệp Thần cả người trên dưới tràn đầy máu loãng. Dĩ nhiên những nước máu này đều là Thánh Long gia tộc. Long Sơn giờ phút này hai chân đã sụi lơ trên mặt đất, một đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm sợ hãi thần sắc. Diệp Thần rơi trên mặt đất, nhìn Long Sơn cũng không có ra tay, ngược lại hướng về phía Hoàng Bách nói, người này giao cho ngươi tới giết. Hoàng Bách ở Long Sơn trước mặt mất đi tôn nghiêm, tự nhiên để cho hắn đích thân tìm trở về. Một cái Long Sơn mà thôi, Diệp Thần căn bản không có coi ra gì. Hoàng Bách cảm kích nhìn một cái Diệp Thần, sau đó đi tới Long Sơn trước mặt. Van cầu ngươi, không nên giết ta. Long Sơn hoàn toàn bị sợ xón đái, mới vừa rồi còn không thể một đời hình dáng, hiện tại giống như một cái chó chết chủ. Hoàng Bách cũng không nói lời nào, ngược lại cười lạnh một tiếng, bắt Long Sơn cổ áo, một kiếm rơi xuống. Long Sơn trợn to hai mắt, một giây kế tiếp cả người không có sinh mạng hơi thở. Giờ phút này Hoàng Bách đi tới Diệp Thần trước mặt, mở miệng nói, huynh đệ, người tán tu này liên minh minh chủ vị vẫn là ngươi tới làm đi. Hiện tại ai cũng không dám nhỏ đi nữa xem Diệp Thần, giết cường giả tạo hóa cảnh giống như đồ sát chó như nhau. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, minh chủ vị hắn không có hứng thú. Mặc dù Diệp Thần không có làm minh chủ, bất quá Hoàng Bách vậy an bài một cái phó minh chủ vị trí. Diệp Thần bày ra thực lực. Đừng nói phó minh chủ cũng là chuyện một câu nói. Trên cái thế giới này mặt, người mạnh là vua. Diệp Thần đứng ở Hoàng Bách bên cạnh, một đường đi. Dọc theo con đường này Hoàng Bách cũng cùng Diệp Thần trò chuyện một ít, trong nội tâm hy vọng gia nhập sát tông. Hiện tại sát tông chính là tán tu thánh địa, chỉ cần là tán tu đều nguyện ý đi sát tông. Diệp Thần, người sẽ không là sát tông vị kia chứ? Lúc này Hoàng Bách mở miệng nói. Hắn mặc dù không có gặp qua sát tông tông chủ, bất quá cũng biết Diệp Thần một ít chuyện hành động, vượt cấp chém chết cường giả, và chơi như nhau. Làm sao có thể? Diệp Thần lắc đầu một cái, mặc dù hắn không có thay đổi tên chữ, bất quá thay đổi mình dung mạo. Để cho người khác không nhìn ra. Dẫu sao Tây vực chính hắn bức họa chân thực quá nhiều, không biết nhiều ít thế lực muốn chém chết hắn. Hoàng Bách suy nghĩ một chút cũng vậy, Diệp Thần làm sao có thể ở Càn Khôn sát vực, hiện tại hẳn trấn giữ sát tông. Đột nhiên, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời không, phát hiện Càn Khôn cung càng ngày càng rõ ràng. Con đường đi tới này, thấy không ít võ giả, rất rõ ràng đều ở đây đi Càn Khôn cung. Càn Khôn cung vị trí cụ thể không có ai biết, nhưng là chỉ cần vượt đến gần. Càn Khôn cung hư ảnh càng ngày càng sâu. Hiện tại cơ hồ giống như là một cái thật cung điện, sừng sững ở trên bầu trời. Ở phía trước nhất, Diệp Thần phát hiện một đám võ giả hội tụ, thế lực khắp nơi tạo thành một cái đoàn thể nhỏ. Ở những võ giả này trước mặt, là một phiến mênh mông biển khơi, nước biển khắp nơi cuồn cuộn. Tán tu liên minh đến, cũng không có người để ý, dẫu sao một đám tán tu mà thôi, thực lực yếu ớt. Dù là Càn Khôn cung thật xuất hiện, những thứ này tán tu vậy không có được thứ tốt gì. Nói không chừng đến lúc đó vẫn có thể, để cho những thứ này tán tu đi trước thăm dò đường một chút. Diệp Thần bọn họ tùy ý tìm được một nơi xó xỉnh, điều tức tự thân. Hiện tại Càn Khôn cung còn chưa có xuất hiện, một khi xuất hiện, đến lúc đó sợ rằng lại là một trận đại chiến. Tán tu liên minh nơi này võ giả thần sắc khẩn trương, tạo hóa cảnh cường giả chân thực quá nhiều. Dù là tinh khiếu cảnh đại năng vậy xuất hiện không thiếu. Chủ yếu nhất còn có ba tên nửa bước phong môn cường giả, bọn họ tán tu muốn đi vào Càn Khôn cung bên trong tìm bảo vật, sợ rằng có một vài vấn đề. Hoàng Bách cũng biết bây giờ tình huống, bất quá cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Thần ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng, chỉ cần không gặp nửa bước phong môn cường giả, hắn tự tin không đánh lại cũng có thể chạy khỏi. Còn như nửa bước phong môn, hắn bây giờ không có bất kỳ chắc chắn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dòng dã quá khứ 10 ngày thời gian, trên bầu trời Càn Khôn cung, rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa. Toàn bộ Càn Khôn cung phát ra ông ông tiếng vang, màu vàng nhạt vầng sáng không ngừng rơi xuống. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn bầu trời trên Càn Khôn cung. 10 ngày thời gian, xem ra Càn Khôn cung rốt cuộc phải hiện thế.
Cơ hồ cùng trong chốc lát, tất cả võ giả cũng đứng lên, thần sắc khẩn trương nhìn bầu trời. Vào lúc này, Càn Khôn Cung đột nhiên xuất hiện từng đạo thang dài. Cái thang chậm rãi rơi xuống, xuất hiện ở trên mặt. Thang trời. Trong đó có một người mở miệng nói. Cùng ngày thang hiện thế một khắc kia, võ giả toàn bộ đều điên cuồng, chỉ cần leo lên thang trời, là có thể tiến vào Càn Khôn Cung bên trong. Càn Khôn Cung bên trong có cái gì, tất cả võ giả cũng không biết, nhưng tuyệt đối có bảo vật. Hoàng Bách đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng hỏi nói, Diệp huynh, chúng ta có muốn đi lên hay không? Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hiện tại còn không cấp, xem tình huống nói sau. Càn Khôn Cung hiện thế, mặc dù có bảo vật, nhưng là vậy đi đôi với nguy cơ. Một phần chia võ giả đã bắt đầu lên thang trời, làm hắn đạp tại trên thang trời mặt một khắc kia, đột nhiên cảm giác cả người bị nhìn thấu vậy. Tựa hồ có một con ẩn núp ở hư không ánh mắt, âm thầm nhìn chằm chằm hết thảy. Võ giả từng bước một leo lên thang trời, rất nhanh chênh lệch kéo ra, có chút hợp đạo cảnh võ giả, tốc độ đi tới lại so tạo hóa cảnh còn nhanh. Một màn này để cho tất cả mọi người đều sững sốt một chút, đây là tình huống gì? Diệp Thần cũng không nóng nảy, chỉ bất quá Hoàng Bách có chút nóng nảy, tán tu liên minh võ giả, đều có chút lo âu. Nếu như bảo vật để cho người khác nhanh chân giành trước mà nói, bọn họ còn chơi cái gì? Đi thôi. Lúc này Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, thang trời bên trong hẳn không có nguy cơ gì. Ở bên trong thang trời, trước mặt nhất là ba tên nửa bước phong môn cường giả. Cái này thang trời nhìn cũng không phải là thực lực, ngược lại là thiên tư. Có thể tu luyện tới nửa bước phong môn, thiên tư hoàn toàn không cần nhiều lời. Còn như phía sau, kém không đủ, có hợp đạo cảnh ở trước mặt, tạo hóa cảnh và tinh khiếu cảnh ở phía sau. Tại trên thang trời, thực lực cũng sẽ không phát sinh bất kỳ tác dụng gì, ngược lại một thân thực lực đều bị giam cầm, chỉ có thể phát huy ra 1/3 thực lực. Diệp Thần đạp tại thang trời bên trong, vô hình bên trong có một con mắt, muốn nhìn thấu hắn. Nhưng mà chỉ là một mắt lập tức liền thối lui. Đạp đạp, từng bước một về phía trước, Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Ung dung, dị thường ung dung. Cái gọi là võ giả nói áp lực, hoàn toàn không tồn tại. Thiên tư càng yếu, ở leo lên thang trời thời điểm, vượt hướng lên, ngược lại tiếp nhận áp lực càng lớn. Còn như Diệp Thần, đừng nói áp lực, liền một tia một hào trọng lực cũng không cảm giác được. Không ngừng hướng lên, Diệp Thần rất nhanh liền vượt qua trước mặt mọi người, còn như tán tu liên minh bên này, có chút võ giả đi 2 bước, cũng cảm giác không thể tiếp tục về phía trước. Nếu không sẽ bị kinh khủng trọng lực, xé nát. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể buông tha. Làm Diệp Thần vượt tiến lên thời điểm, rất nhiều võ giả và thế lực cũng chú ý tới hắn. Một người hợp đạo cảnh tầng 9 thiên võ giả, đã vượt qua không biết nhiều ít tạo hóa cảnh. Lập tức phải đuổi kịp tinh khiếu cảnh cường giả. Người ta đều là từng bước một hướng lên, nhưng mà Diệp Thần được không, cho bọn hắn cảm giác, hoàn toàn chính là đi nhanh như bay. Chân thực quá nhanh. Thiên tư này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bọn họ không biết, chỉ cảm thấy dị thường dọa người. Nửa bước phong môn cường giả, vậy chú ý tới Diệp Thần, chân mày nhẹ nhíu một cái, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Tiến vào Càn Khôn Cung bên trong, bọn họ không tin vẫn là thiên tư quyết định hết thảy. Diệp Thần tiếp tục về phía trước, hắn vậy không muốn lãng phí thời gian, muốn đi vào Càn Khôn Cung bên trong xem. Ba tên nửa bước phong môn cường giả mắt lom lom, không sớm một chút đi vào, đến lúc đó tốt bảo vật, làm sao có thể rơi vào trên tay hắn. Một màn kế tiếp, tất cả võ giả cũng mơ hồ. Bọn họ đều là từng bước một đi. Nhưng mà Diệp Thần lại đang chạy, hơn nữa còn xem bay lên như nhau. Cái này chạy tốc độ, như quả không ngoài hiện ngoài ý muốn, sợ rằng không cần 5 phút thời gian, là có thể tiến vào Càn Khôn Cung bên trong. Một ít tinh khiếu cảnh cường giả mặt già đỏ lên, bọn họ những người này thực lực cường đại, lại vẫn không bằng một người hợp đạo cảnh. Có thể đạt tới tinh khiếu cảnh, thiên tư tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng mà và Diệp Thần so với. Thiên tư vật này. Bọn họ ở Diệp Thần trước mặt cũng ngại quá khoe khoang. Chân thực quá mất mặt. Ba tên nửa bước phong môn cường giả vậy trợn tròn mắt, bởi vì Diệp Thần rất nhanh liền vượt qua bọn họ, hơn nữa mặt không đỏ không thở mạnh,
không có bất kỳ áp lực. Đến hiện ở nơi này tầng số, dù là bọn họ cũng không dám quá mức cấp tiến, nhưng mà Diệp Thần. Những cường giả này bên trong ý nghĩ trong lòng, Diệp Thần hoàn toàn không có để ý, rất nhanh liền lên đỉnh, đứng ở Càn Khôn cung cửa. Ở Càn Khôn cung cửa ở chính giữa, viết Điện Càn Khôn, ba chữ. Điện Càn Khôn cửa, không biết dùng cái gì vật liệu đúc, tản ra nhàn nhạt uy áp. Cái này uy áp cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Thần nhẹ nhàng gần trước đi một bước, ngay tức thì bị bắn trở về tới. Diệp Thần nhướng mày một cái, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Điện Càn Khôn không vào được, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thật giống như cũng không khả năng. Nếu như không vào được, thang trời không thể nào rơi xuống. Diệp Thần cẩn thận xem xét, phát hiện cửa ở giữa, có ba cái hắc động. Cái này ba cái hắc động, xem ba con mắt như nhau nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ sắp sống lại. Vào Điện Càn Khôn người, cần ba tên tuyệt thế thiên kiêu máu. Diệp Thần đứng ở bên ngoài, nghe gặp một đạo thanh âm lạnh lùng. Xem ra hắn muốn trực tiếp tiến vào Càn Khôn bên trong cùng ý tưởng, coi như là ngâm canh. Huyết dịch hắn khẳng định không có bất kỳ vấn đề, chỉ bất quá còn cần hai người tuyệt thế thiên kiêu máu. Hiện tại chỉ có thể ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi. Diệp Thần ngồi xếp bằng tại chỗ, những võ giả này muốn lên tới, còn cần một chút thời gian, hắn vậy không nóng nảy, hết sức cố gắng tăng lên mình thực lực. Lục tục có võ giả đi lên, thật may phía trên không gian cũng khá lớn, có thể chịu đựng tất cả võ giả. Thanh âm lạnh lùng một lần nữa truyền tới, võ giả cũng rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, từng cái ngươi xem ta, ta thăm ngươi. Có thể đi lên võ giả, thiên tư phương diện tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Chỉ bất quá một câu tuyệt thế thiên kiêu, chân chính ngưỡng cửa là cái gì, căn bản không biết. Vạn nhất nhỏ vào máu không có tác dụng, bọn họ nét mặt già nua cũng chỉ mất hết. Không người tùy tiện thử nghiệm, bất quá võ giả cũng nhìn ba tên nửa bước phong môn cường giả. Bọn họ thực lực bày ở nơi đó, thiên tư tự nhiên không cần nói nhiều. Chắc hẳn tuyệt thế thiên kiêu yêu cầu, không có vấn đề. Ba tên nửa bước phong môn cường giả nhưng không ai động thủ trước, chủ yếu bọn họ cũng sợ mất mặt. Sống càng già, dĩ nhiên là càng ngày sẽ càng quan tâm mặt mũi của mình. Ai cũng không nguyện ý mất mặt. Ba tên nửa bước phong môn đi tới Diệp Thần trước mặt, tại trên thang trời mặt một màn, tất cả võ giả cũng cả đời khó quên. Bọn họ tin tưởng Diệp Thần thiên tư, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Vị này tiểu huynh đệ, có không có hứng thú nhỏ vào máu? Trong đó một người nửa bước phong môn ông già mở miệng. Diệp Thần đứng lên, nhẹ khẽ gật đầu, vốn là hắn vậy muốn đi vào. Hiện tại vậy không cần thiết và nửa bước phong môn cường giả xích mích. Diệp Thần đi tới cửa trước mặt, nhỏ vào một giọt máu, máu ở trong hư không, tựa hồ bị cái gì sức hút, nhỏ vào động màu đen trong miệng mặt, trong nháy mắt, lóe lên ánh sáng sáng chói. Rất nhanh một cái động màu đen miệng thắp sáng, chỉ còn lại hai cái lỗ miệng. Trong đó hai người nửa bước phong môn cường giả đứng ra, nhỏ vào máu, máu loãng tiến vào cửa hang bên trong. Trong đó có một cái chuyển tới ánh sáng sáng chói. Nhưng mà một cái khác, máu nhưng trực tiếp bay ra ngoài, tựa hồ có chút chê. Máu loãng bay ra ngoài tên kia ông già, cả người sắc mặt trở nên khó coi. Huyết dịch hắn, lại vẫn không thể coi như là tuyệt thế thiên kiêu. Cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả vũ giả, rơi vào ông lão trên mình. Ông già cảm nhận được điều này ánh mắt, kinh khủng hơi thở trực tiếp bộc phát ra. Nửa bước phong môn cường giả thực lực một bùng nổ, những võ giả này ánh mắt né tránh, chỉ bất quá trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì, chỉ có chính bọn họ biết. Ngoài ra một người nửa bước phong môn cường giả tới đây, nhỏ vào máu loãng, rất nhanh lại bay ra ngoài. Ba tên nửa bước phong môn cường giả, lại chỉ có một người có thể coi như là tuyệt thế thiên kiêu. Ngưỡng cửa này, so bọn họ tưởng tượng cao hơn. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Không có võ giả còn dám nhỏ vào máu loãng, chủ yếu sợ mất mặt. Hai người nửa bước phong môn cường giả cũng không được, bọn họ những thứ này tinh khiếu cảnh và tạo hóa cảnh, quá khứ có thể có tác dụng gì. Hoàng Bách đi tới Diệp Thần trước mặt, hắn một cái tán tu luyện tới tạo hóa cảnh, thiên tư cũng xem là tốt, dựa vào ngoan cường sừng sững đi tới. Đi tới sau này, trực tiếp chạy Diệp Thần,
hắn một người tạo hóa cảnh ở trong này hoàn toàn không coi vào đâu. Giờ phút này, tạo thành một cái bế tắc, không người nào nguyện ý thử nghiệm, ba tên nửa bước phong môn cường giả vậy không có cách nào, tổng không thể bức bách những võ giả này. Ta đi thử một chút. Giờ phút này truyền tới một đạo thanh âm khàn khàn, hắn cả người áo bào đen, không thấy được gò má, dù là cảnh giới cũng không có điều tra đi ra. Áo bào đen nam tử từ phía sau đi lên trước, tích xuất máu, máu hắn nước cùng bình thường người cũng không giống nhau, ngược lại là màu đen. Máu nhỏ vào bên trong hang tối, rất nhanh liền bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Cửa ở trong một cái chớp mắt này, tự động rộng mở, bên trong lóe lên ánh sáng. Ở phía trên võ giả, không nhịn được trực tiếp vọt vào, hiện tại bảo vật đang ở trước mắt, bọn họ sớm liền đã không kềm chế được nội tâm sao động. Dĩ nhiên một ít lý trí cường giả, cũng không có đi vào, ngược lại ở phía sau. Càn Khôn Cung rất rõ ràng không đơn giản, muốn lấy được bảo vật, làm sao có thể dễ dàng. Diệp Thần không nhúc nhích, Hoàng Bách cũng không có động, yên tĩnh chờ đợi. Cùng võ giả đi vào kém không nhiều, Diệp Thần mới bắt đầu động, hắn và Hoàng Bách khoan thai chậm rãi đi vào. Một bước vào bên trong, Hoàng Bách thiếu chút nữa không khống chế được nội tâm sao động. Hắn thấy tất cả loại chí bảo và thời không chi binh, liền bày thả trên mặt đất. Ở Hoàng Bách chuẩn bị xông tới thời điểm, Diệp Thần một cái tay trực tiếp cầm hắn kéo trở về. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cái này căn bản không có thể là thật. Nếu như mặt đất thật sự có bảo vật, cũng sớm đã để cho tiến vào võ giả lấy đi, làm sao có thể để ở chỗ này. Rất rõ ràng chính là một cái ảo ảnh. Hoàng Bách vậy kịp phản ứng, sắc mặt đỏ bừng. Một mặt thần sắc khó xử. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần mà nói, hắn hiện tại sợ rằng đã là một cổ thi thể. Cảnh sắc chung quanh dần dần biến hóa, trên mặt đất cũng không có bất kỳ bảo vật, nhưng mà bảo vật vị trí, đều có từng cây một dây leo. Nếu quả thật đi lấy bảo vật, khẳng định bị dây leo công kích, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở dây leo bên cạnh, liền có một số võ giả thi thể. Mỗi một cổ thi thể bị hút khô máu, chỉ còn lại xương. Hoàng Bách thấy một màn này, lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, hắn sợ rằng thật đã chết rồi. Những thứ này dây leo không hề nhiều, Diệp Thần bọn họ hai người có thể an toàn thông qua, bất quá để cho Diệp Thần nghi ngờ phải, võ giả cũng đi nơi nào. Tiến vào võ giả không thiếu, nhưng là không có bất kỳ thanh âm, đừng nói thanh âm đánh nhau. Liền tiếng bước chân cũng không có. Diệp Thần nhìn phía trước, phát hiện có đếm không hết gian phòng, mỗi một cái cửa phòng cũng đóng. Hắn suy đoán những võ giả này có thể ở bên trong phòng, Hoàng Bách đi theo Diệp Thần, thận trọng đi tới cửa phòng bên ngoài. Oanh! Lúc này có một cửa rộng mở, Diệp Thần đi vào, phát hiện trong phòng không có một vật. Hoàng Bách vừa định muốn đi vào, lại bị một đạo vô hình bình phong che chở, ngăn trở ở. Oanh! Vào lúc này, đúng cái cửa lớn đóng, Diệp Thần bị khóa ở bên trong, không nghe được bất kỳ thanh âm. Còn như Hoàng Bách tình huống, Diệp Thần căn bản không biết, chỉ có thể từ cầu nhiều phúc. Diệp Thần cau mày, bên trong căn phòng này cũng không có bất kỳ vật gì, chẳng lẽ muốn vây khốn hắn. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, luân hồi mộ địa phong thanh dương băng hàn quyết nhiên thanh âm rơi xuống, mau che giấu hơi thở. Có thần quốc chi người hạ xuống Càn Khôn sát vực. Bọn họ rất có thể là hướng về phía ngươi tới. Diệp Thần nghe được phong thanh dương thanh âm, hơi biến sắc mặt, vội vàng thi triển thuật pháp, trực tiếp che giấu hơi thở. Lấy phong thanh dương tu vi, trong lời nói cũng gấp gáp như vậy, chắc hẳn tới Càn Khôn sát vực tìm người hắn tuyệt không đơn giản. Giờ phút này, một đạo cực mạnh thần niệm bao phủ toàn bộ Càn Khôn sát vực. Thậm chí tiến vào Càn Khôn cung. Không chỉ như vậy, người không ra sân, vô hình khí ép để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng hít thở không thông. Diệp Thần ngược lại là không có cảm giác, nhưng là cái gọi là tán tu liên minh lại toàn bộ quỳ xuống. Trên mặt viết đầy sợ hãi. Diệp Thần hỏi Phong Thanh Dương nói, tiền bối, người này lai lịch ra sao? Thần hồn lực lại lớn mạnh như vậy. Phong Thanh Dương tròng mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, bất quá là tên kia chó mà thôi. Nhưng là cố nhiên là chó, linh võ thế lực của đại lục cũng không dám đắc tội. Ta hiện tại bất quá là một đạo thần niệm,
nếu là bị phát hiện, tất nhiên sẽ đối với ngươi tạo thành nguy hiểm. Nếu như chẳng ngờ thiệp vùi lấp, thì hoàn toàn che giấu hơi thở, chỉ cần phóng thích ngươi hợp đạo cảnh tu vi là được. Diệp thần con ngươi hơi chăm chú, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được vậy đạo thần niệm tiến vào nhà của mình. Hơn nữa, hắn xuất hiện trước mặt một cái áo bào tím người đàn ông hư ảnh. Người đàn ông tròng mắt sắc bén, cao cao tại thượng ánh mắt rơi vào Diệp thần trên mình, kinh ngạc nói, à, hợp đạo cảnh tầng 9 trời, có chút ý tứ. Nói xong, hư ảnh lại hướng Diệp thần đến gần. Diệp thần cố nhiên khẩn trương, nhưng là đã làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nếu là bị thần quốc người phát hiện, hắn bỏ ra bất cứ giá nào, cũng phải xóa sạch người này. Áo bào tím người đàn ông bước chân cuối cùng vẫn là dừng lại, hắn ngưng mắt nhìn Diệp thần, nhàn nhạt nói, người khí tức trên người để cho ta cảm giác rất quen thuộc. Người kêu gì? Diệp thần ngẩn ra, do dự mấy giây, vẫn là nói, Diệp Lăng Thiên. Hiện tại Diệp Thí Thiên và Diệp Thần hai cái danh tự này ở Linh Võ Đại Lục cơ hồ không phải bí mật gì. Dù sao Diệp Lăng Thiên ở Côn Lôn Hư, sẽ dùng danh tự này tới đối phó đi. Diệp Lăng Thiên, áo bào tím người đàn ông khẽ cau mày, danh tự này ngược lại không tệ, bất quá, chỉ có thể ở Linh Võ Đại Lục sử dụng. Nếu là đi liền chỗ đó, ngươi thì phải đổi tên, vị kia cũng không hy vọng có ngươi áp đảo thiên. Nói xong, áo bào tím người đàn ông đánh chụp Diệp thần bả vai, đi, ngươi không cần khẩn trương. Có thể cuộc đời này, ngươi lại cũng không có tư cách thấy ta. Hợp đạo cảnh tầng 9 thiên Diệp Lăng Thiên, ta đây là hy vọng ngươi có tư cách lấy được càn khôn cung thiên địa khí vận. Dứt lời, hư ảnh biến mất. Hết thảy khôi phục yên lặng. Cùng lúc đó, khoảng cách càn khôn sát vực vạn dặm một nơi băng hàn chi địa. Hai đạo thân ảnh đang chậm rãi di động. Một nam một nữ. Cầm đầu thiếu nữ vóc người cực kỳ, hot, cố nhiên cả người áo tơ trắng, vậy che giấu không được. Thiếu nữ mang cái khăn che mặt, che đậy dung nhan. Dưới người cưỡi một đầu gấu tuyết. Gấu tuyết ở Linh Võ Đại Lục thuộc về tương đối thường gặp thú cưỡi yêu thú. Chỉ phải có đầy đủ tiền, là có thể mua được. Mà gấu tuyết trước là một cái tròng mắt lăng nhiên người đàn ông. Người đàn ông tu vi ở Linh Võ Đại Lục không tính là cao. Nhưng là trên mình tản ra hơi thở nhưng là một cổ sát ý lạnh như băng. Hắt hắt xì. Người đàn ông đánh một cái nhảy mũi, khẽ cau mày. Trên gấu tuyết tôn di hỏi, Diệp Lăng Thiên, người đây là bị cảm. Diệp Lăng Thiên lắc đầu một cái, thời tiết này đối với võ giả chúng ta mà nói không coi vào đâu, ta luôn cảm giác có người đang chửi ta. Tôn tiểu thư không cần lo lắng. Tôn Di cười một tiếng, cái này cũng không phải là hoa hạ, người kéo cái này một bộ làm gì. Nụ cười rất nhanh biến mất, Tôn Di ngưng mắt nhìn phía trước tuyết rơi nhiều, bất đắc dĩ nói, Diệp thần rốt cuộc ở đâu, Linh Võ Đại Lục so Côn Lôn Hư và hoa hạ bát ngát gấp vạn lần, muốn tìm một cái người thật rất khó. Hơn nữa, Linh Võ Đại Lục nguy hiểm vượt xa hết thảy, tùy tùy tiện tiện hỏi người thiếu chút nữa khai ra họa sát thân. Sợ rằng... Diệp thần ở chỗ này cũng không tốt hơn đi. À, Lâm Tuyệt Long tới Linh Võ Đại Lục đã rất lâu rồi, lại không tìm được Diệp thần, Lâm Tuyệt Long đều có thể đối với Diệp thần ra tay. Diệp Lăng Thiên nghe được câu này, trong mắt ngưng trọng, Tôn tiểu thư, là thuộc hạ bất lực. Nếu như thuộc hạ thực lực đủ, chúng ta cũng không cần như vậy cẩn thận. Tôn Di lắc đầu một cái, chuyện này không trách ngươi, là ta nhất định phải tới Linh Võ Đại Lục. Dưới mắt chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Lăng Thiên dắt gấu tuyết tiếp tục hướng phía trước tiến về phía trước. Ngay tại lúc này, tầm mắt bên trong xuất hiện một chi đội ngũ. Đội ngũ cờ xí chi trên viết Tây Vực Bắc Cung bốn chữ. Linh Võ Đại Lục có hai cái Bắc Cung gia tộc, Tây Vực Bắc Cung và Đông Vực Bắc Cung hoàn toàn độc lập, không có một tia liên lạc. Diệp Lăng Thiên không dự định mạo hiểm, càng không thích và Linh Võ Đại Lục người tiếp xúc. Vì vậy, hắn liền dắt gấu tuyết hướng một hướng khác đi. Tận lực giữ một khoảng cách. Nhưng mà đội ngũ chẳng biết tại sao, lại hướng Diệp Lăng Thiên và Tôn Di đi. Giờ khắc này, hai người diễn cảm ngưng trọng. Diệp Lăng Thiên biết không trốn thoát, thân sắc ngưng trọng, lấy ra một chuôi kiếm lạnh lẽo, đối với Tôn Di nói, Tôn tiểu thư, nếu như một khi động thủ, ngươi lập tức cưỡi gấu tuyết rời đi, ta cho dù chết, cũng phải kéo bọn họ. Ngay tại lúc này, đội ngũ đột nhiên dừng lại.
Một cô gái từ phong thú kéo ngựa trên xe xuống. Thiếu nữ mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ Diệp Lăng Thiên bên hông ngọc bài nói, các ngươi tới từ nơi nào? Cố nhiên là một cái người vô hại thiếu nữ, Diệp Lăng Thiên vẫn là sát ý ngưng tụ, và ngươi không liên quan. Thiếu nữ sờ một cái đầu, lộ ra một đạo nụ cười, nói, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta Bắc Cung gia tộc không là người xấu. Đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu mình, ta kêu Bắc Cung Tử Ngọc. Ta sở dĩ để cho đội ngũ dừng lại, là bởi vì là trên mình ngươi ngọc bài ta có người bạn cũng có, cho nên mới tò mò hỏi một chút. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái ngọc bài, hơi biến sắc mặt. Bởi vì ngọc bài này rõ ràng cho thấy Côn Lôn hư sản vật, vì sao linh võ đại lục người sẽ biết. Các ngươi sẽ không cũng tới từ Côn Lôn hư đi, Bắc Cung Tử Ngọc thử dò xét nói. Giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Vừa định động kiếm, Tôn Di một bước từ trên gấu tuyết xuống, hơn nữa đi tới Bắc Cung Tử Ngọc trước mặt, chắp tay nói, chúng ta chính là tới từ Côn Lôn hư. Nàng sở dĩ thừa nhận là bởi vì nàng ở nơi này xa lạ thiếu nữ giữa eo thấy được Côn Lôn hư ngọc bài. Ngọc bài này rất có thể và Diệp Thần có liên quan. Bắc Cung Tử Ngọc trong mắt kích động đến mức tận cùng, kéo Tôn Di tay, mới vừa muốn nói chuyện, Tôn Di dẫn đầu hỏi, cô gái nhỏ, ta muốn hỏi thăm ngươi người. Diệp Thần, ngươi có biết? Lời này vừa nói ra, Bắc Cung Tử Ngọc nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc. Không chỉ Bắc Cung Tử Ngọc, toàn bộ đội ngũ Bắc Cung gia tộc người làm đều tràn đầy một cổ vô tận dùng mình. Bởi vì cái này kêu Diệp Thần người đàn ông, là Tây vực hết thảy thế lực ác mộng. Lại là linh võ đại lục một viên từ từ dâng lên, không cách nào dự đoán ngôi sao khổng lồ. Hình ảnh quay về. Càn Khôn sát vực, Càn Khôn cung. Diệp Thần thở ra một hơi, vậy áo bào tím người đàn ông khí thế quá mạnh mẽ. Mặc dù phát hiện không được hắn tu vi, nhưng chí ít phong môn cảnh trung kỳ. Diệp Thần nghĩ tới điều gì hỏi Phong Thanh Dương, nói, Phong tiền bối, vậy thần quốc chi người ta nói thiên địa khí vận là ý gì? Nhưng mà lời nói còn không có rơi xuống, hắn chỗ ở gian phòng liền chấn động lên. Rồi sau đó, một đạo cơ giới thêm băng hàn thanh âm chỉ như vậy rơi xuống. Tuyệt thế thiên kiêu tranh tài cổ chiến tướng, thắng, lấy được thiên địa khí vận, thua, chết. Đột nhiên bây giờ, ở Diệp Thần bên cạnh xuất hiện một đạo chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng biến mất, xuất hiện một cái hai tròng mắt trống rỗng người đàn ông, người đàn ông người mặc khôi giáp, trong tay nắm chiến đao, cả người tản mát ra hơi thở, đã đạt tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên. Diệp Thần cười khổ một tiếng, cái này thật đúng là coi trọng hắn. Vừa lên tới chính là tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả. Thiên địa khí vận là cái gì, hắn không biết, muốn đến cũng là thiên địa ngưng tụ đồ. Gian phòng không gian cũng không lớn, chỉ có 100m², nếu như đánh không lại, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Chỉ có thể tử chiến. Diệp Thần từ leo lên thang trời ngay tức thì, cũng cảm giác sau lưng có một con mắt đang ngó chừng mình. Sợ rằng Càn Khôn cung bên trong cũng có một cái bàn tay vô hình, đang thao túng hết thảy. Thượng cổ chiến tướng, thấy Diệp Thần trong nháy mắt, trong tay chiến đao trực tiếp rơi xuống. Làm chiến đao rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần trực tiếp cầm ra máu ma kiếm. Huyết ma kiếm nắm trong tay, một đạo kiếm khí bén nhọn bỗng nhiên xông tới. Tinh khiếu cảnh tầng 8 trời, Diệp Thần cũng không có sợ hãi. Một đạo kiếm khí bén nhọn. Bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt, thượng cổ chiến tướng, một đao rơi xuống, trực tiếp cầm Diệp Thần kiếm quang bỏ đi tán. Diệp Thần cau mày, cái này thượng cổ chiến tướng thực lực, thật giống như cũng không phải là chỉ có tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên thực lực. Cái này thượng cổ chiến tướng và hắn như nhau, không đơn thuần tầng 8 thiên. Thậm chí so với kia ba huynh đệ ở giữa một cái trong đó mạnh hơn không thiếu. Diệp Thần ánh mắt dần dần đổi được ngưng trọng, tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên võ giả, cho dù là hắn vậy phải thận trọng. Ai biết thượng cổ chiến tướng còn có thủ đoạn gì nữa, mình nhất định phải cẩn thận đối phó. Phép tắc hơi thở tràn ngập ở bên trong phòng, toàn bộ vách tường ngưng tụ thành tầng tầng hàn băng. Hàn băng ngưng tụ ở thêm cổ chiến tướng hai chân, nhưng mà chỉ gặp thượng cổ chiến tướng nhẹ động một cái. Hàn băng khoảnh khắc bây giờ liền bể tan tành. Bóng người giống như tia chớp, nhanh chóng hướng Diệp Thần liều chết xông tới.
huyết ma kiếm tản mát ra kinh khủng à khí. Phép tắc hơi thở và ma khí ngưng tụ chung một chỗ, một đạo cực hạn kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống. Đang rơi xuống thời điểm, thượng cổ chiến cầm trong tay chiến đao, trong nháy mắt nâng lên. Đâm! Chiến đao cua múa đi ra ngoài, tàn phá chiến đao mặc dù có chút bể tan tành, nhưng là sắc bén dị thường. Tia lửa bắn ra bốn phía, thượng cổ chiến tướng bóng người nhẹ lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần tìm đúng cơ hội, Chu Thiên Thần Ma Thương lấy ra, cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Ở hắn xông tới ngay tức thì, cánh tay trực tiếp nâng lên, cầm chặt Chu Thiên Thần Ma Thương, đưa tay ra. Oanh! Một thương rơi xuống, đâm vào thượng cổ chiến tướng phía trên ngực. Sắc sắc! Truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy, thượng cổ chiến tướng ngực trực tiếp bị đánh xuyên. Nhưng mà thượng cổ chiến tướng cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại nâng lên tàn phá cánh tay, đâm về phía Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị cầm Chu Thiên Thần Ma Thương rút ra, nhưng mà là lúc đã trễ. Chiến đao phá vỡ trên cánh tay hắn mặt máu thịt, máu loãng theo cánh tay chảy xuống. Làm hắn rút ra Chu Thiên Thần Ma Thương thời điểm và thượng cổ chiến tướng kéo ra khoảng cách. Ở kéo ra khoảng cách ngay tức thì, thượng cổ chiến tướng thân ảnh quỷ mị lại vọt tới. Ở xông tới trong nháy mắt, bắp đùi bộ hơi cong, một cước giẫm ở trên ngực của hắn mặt. Phốc suy! Diệp Thần một búng máu phun ra, ngực truyền tới đau đớn kịch liệt. Trong tay hắn huyết ma kiếm nâng lên, chém ở trên cao cổ chiến tướng trên cánh tay mặt. Một kiếm hạ xuống, thượng cổ chiến tướng cánh tay, xuất hiện vết rách, bất quá cũng không có bất kỳ máu loãng chảy xuống. Thượng cổ chiến tướng không biết đau đớn, để cho Diệp Thần có chút nhức đầu, đây hoàn toàn chính là một cái máy sát hại. Vốn là thượng cổ chiến tướng thực lực liền cực mạnh, hiện dưới loại trạng thái này, thực lực lại mạnh lên mấy phần. Thượng cổ chiến cầm trong tay chiến đao, không ngừng cua múa, mỗi một lần cua múa cũng để cho Diệp Thần thừa nhận cực lớn áp lực. Phịch! Huyết ma kiếm và chiến đao tiếp xúc trong nháy mắt, vang lên thanh thúy tiếng vang, tia lửa bay lượn khắp nơi. Diệp Thần trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương trực tiếp đâm ra đi. Ở đâm đi ra ngay tức thì, thượng cổ chiến tướng đưa tay trái ra, trực tiếp cầm thân thương. Diệp Thần cau mày, một cước đá ra. Oanh! Một cước đi xuống, thượng cổ chiến tướng ngay cả động cũng không có nhúc nhích, dừng lại ở tại chỗ. Thượng cổ chiến tướng công kích và phòng ngự đều tăng lên không biết nhiều ít lần. Huyết ma kiếm quăng ra một cái kiếm hoa, cánh tay động dùng toàn lực, Chu Thiên Thần Ma Thương từ thượng cổ chiến tướng trong tay tránh thoát được. Diệp Thần bóng người dần dần lui về phía sau và thượng cổ chiến tướng kéo ra khoảng cách, ở hắn sau lưng lục đạo đạo lực bày ra. Thời gian pháp tắc, thời không quy luật, hàn băng quy luật không ngừng lưu động. Máu thần và canh kim khí đồng loạt bùng nổ. Trảm thiên nhất kiếm. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, huyết ma kiếm bộc phát ra kinh khủng hơi thở, sau đó một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Kiếm quang biến dạng không gian, hướng thượng cổ chiến tướng bóng người xông tới. Đâm! Oanh! Thượng cổ chiến tướng bị sức trùng kích to lớn đánh trúng, cả người bóng người bạo bắn ra. Ở trên cao cổ chiến tướng xông ra thời điểm, Diệp Thần cả người thân ảnh quỷ mị liều chết xung phong đi. Ở hắn xông tới thời điểm, sau lưng xuất hiện hai đạo thần thú hư ảnh. Hai đạo thần thú hư ảnh trên không trung gầm thét. Vèo vèo vèo. Hai đạo thân ảnh liều chết xung phong đi, rơi vào thượng cổ chiến tướng trên thân thể mặt. Oanh, oanh, oanh. Nổ dư âm lay động Diệp Thần sợi tóc, trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, lặng lẽ rơi xuống. Một chuôi hàn súng rơi xuống, giống như diệt thế oai, nháy mắt phương hoa bây giờ, rơi vào thượng cổ chiến tướng phía trên ngực. Chu Thiên Thần Ma Thương chặt chặt cắm ở ngực, Diệp Thần cũng không có cầm Chu Thiên Thần Ma Thương rút ra, ngược lại tiếp tục dùng sức ở hắn trong thân thể khuấy bể. Thượng cổ chiến tướng vô cùng khó có thể giết chết, nếu không phải cầm hắn thân thể khuấy bể, ai biết hoàn có thể hay không đứng lên lại. Ở Diệp Thần khuấy bể thân thể thời điểm, thượng cổ chiến tướng hai cái tay cánh tay, bắt Chu Thiên Thần Ma Thương, bỗng nhiên bây giờ dùng sức. Diệp Thần vẻ mặt ngưng trọng, cũng dưới tình huống này, thượng cổ chiến tướng lại vẫn có thể sống. Rốt cuộc từ đâu tới yêu quái? Diệp Thần đưa ra một cái chân, giơ chân lên tới, bất hủ thần thể bộc phát ra kim quang, một cước rơi xuống, điên cuồng giẫm ở trên người hắn.
Bình bịch bịch. Một cước tiếp liền một cước đi xuống, thượng cổ chiến tướng hai tay dần dần buông. Diệp Thần rút ra Chu Thiên Thần Ma Thương, nhìn một cái, phát hiện thượng cổ chiến tướng đã hoàn toàn ngã xuống đất. Hơn nữa thượng cổ chiến tướng thi thể dần dần biến mất, ở Diệp Thần đỉnh đầu, đột nhiên bộc phát ra một đạo lóe lên kim quang. Khí tức nhu hòa tràn đầy Diệp Thần cả người thân thể, cảm giác cả người ấm áp. Diệp Thần xếp chân ngồi trên mặt đất, hắn cảm giác mình sắp đột phá, nội tâm truyền tới một tiếng rên, lại bước vào nửa bước tạo hóa cảnh. Khoảng cách tạo hóa cảnh không quá nửa bước xa. Từ mặt đất đứng lên, Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện chung quanh xuất hiện một đạo truyền tống trận. Diệp Thần đứng ở trên truyền tống trận mặt, đột nhiên cảm giác đầu mục choáng váng, ngay lúc hắn mở mắt, phát hiện đã có không ít võ giả. Khắp nơi nhìn một cái, cũng không có tìm được Hoàng Bách bóng người. Đi tới một nơi võ giả bên cạnh, nhìn kỹ một mắt phía trước, phát hiện một nơi tiểu cung điện. Ở chung quanh bọn họ là một cái bốn phương trận, khoảng cách tiểu cung điện, có 3.000 mét khoảng cách. Cái này trung gian một khoảng cách, một phiến sông dài, mà cung điện, ngay tại sông dài bên trong. 3.000 mét khoảng cách không xa, những võ giả này lại không có động, hỏi thăm một chút mới biết. Nguyên lai không thể phi hành, muốn đi qua, cũng không ai biết làm thế nào. Võ giả ở một bên trò chuyện, lúc này một người nửa bước phong môn ông già, đi tới Diệp Thần trước mặt. Tiểu huynh đệ, có không có hứng thú hai người chúng ta người liên thủ? Diệp Thần nhìn một cái, ông cụ này chính là ở Càn Khôn Cung bên ngoài, để cho hắn đi nhỏ máu cường giả. Hắn tha có ý nghĩa nhìn một cái ông già, chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ bất quá một người hợp đạo cảnh võ giả, tại sao phải đến tìm ta? Nửa bước phong môn cường giả cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, ta có một môn thủ đoạn, có thể xem bói. Nói tới chỗ này, ông già không có tiếp tục nói nữa, hắn tin tưởng Diệp Thần rõ ràng có ý gì. Diệp Thần mê hoặc nhìn một cái nửa bước phong môn cường giả, xem bói hắn tự nhiên biết, có thể gặp giữ hóa lành, dự tính tương lai. Chiêm Bạc Sư tuổi thọ không dài, nếu như một không cẩn thận, hoàn sẽ phải chịu thiên đạo cắn trả. Đã như vậy mà nói, liên thủ vậy không có vấn đề. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, có một người nửa bước phong môn cường giả thật muốn liên thủ, đối với hắn cũng có lợi. Dù là ông già có ý tưởng khác, Diệp Thần tự tin mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là giữ được mình tánh mạng không thành vấn đề. Diệp Thần và ông già nói chuyện với nhau đôi câu, biết hắn kêu Bạch Húc, là một vị tông môn nhất lưu trưởng lão. Hắn ngừng ở nửa bước phong môn quá lâu, biết Càn Khôn Sát Vực cơ duyên vô số, muốn phải thử một chút có thể hay không mượn Càn Khôn Sát Vực một lần hành động bước vào phong môn cảnh. Sông dài bên trong cung điện, võ giả đều muốn đi thăm dò xem, chỉ bất quá nhưng không có cách nào quá khứ, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Ở Diệp Thần và ông già nói chuyện với nhau thời điểm, rốt cuộc thấy Hoàng Bách bóng người. Vừa vặn lúc này, Hoàng Bách vậy thấy Diệp Thần, vội vàng vàng chạy tới. Diệp Thần nhìn một cái Hoàng Bách, phát hiện một cánh tay của hắn biến mất không gặp. Hoàng Bách cảm giác được Diệp Thần ánh mắt, mở miệng cười nói, đối phó thượng cổ khôi giáp võ giả thời điểm, không cẩn thận bị một ít thương thế, bất quá cuối cùng còn sống đi ra. Cũng may vậy lên cổ võ giả là căn cứ thực lực bản thân hóa hình, nếu không ta đã sớm chết rồi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, hắn gặp là thượng cổ chiến tướng, tự nhiên rõ ràng thực lực mạnh bao nhiêu. Thượng cổ khôi giáp võ giả mặc dù yếu một ít, bất quá Hoàng Bách thực lực có thể đi ra, vậy không dễ dàng. Lần này Hoàng Bách cũng coi là nhân họa đắc phúc, thực lực tăng lên không thiếu. Lúc này Hoàng Bách chú ý tới Diệp Thần bên cạnh Bạch Húc, nghi ngờ mở miệng nói, vị này đại nhân. Hắn đến tìm ta liên thủ, cũng coi là đồng minh. Diệp Thần một câu nói, để cho Hoàng Bách trong nội tâm bội phục sát đất. Hắn có thể nhìn ra, Bạch Húc thực lực là nửa bước phong môn. Có nửa bước phong môn cường giả, người nào muốn đối với bọn họ xuất thủ, cũng phải cân nhắc một chút thực lực. Oanh! Lúc này, đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang, bọn họ đứng ở bốn phương trận phía trên, không ngừng di động, hướng tiểu cung điện quá khứ. Diệp Thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, Hoàng Bách ngược lại là mặt đầy hưng phấn. Tiểu cung điện bên trong có cái gì, ai cũng muốn biết. Phần lớn võ giả cũng cho rằng, bên trong nhất định là có bảo vật.
Bốn phương trận tốc độ di động không hề mau, bất quá 3.000 mét khoảng cách cũng không xa, không cần 10 phút thời gian, liền tới đến tiểu cung điện bên cạnh. Một số võ giả hứng thú 10 phần xông tới, Diệp Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Yên tĩnh chờ đợi, nhưng mà 10 hơi thở thời gian trôi qua, vốn là vọt vào võ giả, đột nhiên toàn bộ đều chạy đến. Bọn họ trên mặt tràn đầy sợ hãi thần sắc, trong miệng hoàn hốt hoảng nói, chạy ra ngoài. Cái gì chạy đến, Diệp Thần không biết, bất quá xem những võ giả này biểu tình trên mặt, cũng biết tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Đông, đông, đông. Từng tiếng rên từ tiểu cung điện bên trong truyền tới. Diệp Thần trong tay cầm ra máu ma kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Bách trên mặt cũng không có quá nhiều sợ thần sắc, dẫu sao bên cạnh còn có một vị nửa bước phong môn cường giả. Nếu quả thật đi ra so nửa bước phong môn cường giả còn lợi hại hơn quái vật, bọn họ vậy chạy không thoát. Giờ phút này chỉ có thể tử chiến, phía sau đã không có đường. Rơi vào sông dài bên trong sẽ phát sinh cái gì, cũng không ai biết, bất quá cũng không dám đánh cuộc. Trong cung điện mặt đột nhiên xông ra một cái khôi giáp võ giả. Những thứ này khôi giáp võ giả và thượng cổ khôi giáp võ giả không có gì khác biệt, chỉ bất quá hiện tại cổ của bọn họ phía trên, lại bị màu xanh dây leo thay thế. Mỗi một cái khôi giáp võ giả, thực lực đều không yếu. Diệp Thần cau mày, những thứ này thượng cổ khôi giáp võ giả. Hình như là bị dây leo cho điều khiển. Những thứ này dây leo đúng lúc là tiến vào càn khôn cung trong cửa mặt gặp. Những thứ này thượng cổ khôi giáp võ giả đã lao ra, Diệp Thần không chút do dự xông lên đi giết. Thượng cổ khôi giáp võ giả không thiếu, nhưng là bọn họ còn có nửa bước phong môn cường giả. Mặc dù hơn, chỉ bất quá được lãng phí một ít thời gian giải quyết. Vốn là võ giả trong nội tâm một viên treo lòng vậy buông xuống. Từng cái sông lên đi giết. Diệp Thần huyết ma kiếm mỗi một kiếm quơ múa ra, cũng có thể mang đi một cái thượng cổ khôi giáp võ giả. Bạch Húc hơn nữa không cần nhiều lời, một cái tát đi xuống, ít nhất có 10 tên thượng cổ khôi giáp võ giả tử vong. Làm những thứ này khôi giáp võ giả chết thời điểm, từng cây một dây leo chạy đến, rơi trên mặt đất. Những thứ này dây leo không ai dám động, cũng tránh xa xa. Ở chung quanh bọn họ, võ giả từng đạo cường hãn hơi thở bộc phát ra. Thượng cổ khôi giáp võ giả tới nhanh, bất quá chết tốc độ cũng không chậm. Một lúc lâu sau, trên căn bản tất cả thượng cổ khôi giáp võ giả đều đã tử vong, trên mặt đất dây leo cũng có không thiếu. Sợ rằng, sự việc không có như thế đơn giản. Bạch Húc đi tới Diệp Thần trước mặt, mở miệng nói. Diệp Thần khẽ gật gật đầu, nếu quả thật là đơn giản như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không đi tới nơi này. Có chút võ giả toát ra vui sướng diễn cảm nhưng cũng có chút võ giả ngược lại càng thêm lo âu. Oanh! Tiểu cung điện, vào lúc này đột nhiên nổ. Một bóng người từ phạm vi nổ bên trong đi ra. Kinh khủng hơi thở, tràn ngập ở bốn phương trận bên trong, Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện bóng người quần áo trên đó viết Thần Quốc Tù Nhân bốn chữ. Thần Quốc Tù Nhân! Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, dùng thần niệm nhìn lướt qua. Phát hiện đã đạt tới tinh khiếu cảnh đỉnh cấp. Thượng cổ chiến tướng là có thể vượt cấp tác chiến, đạt tới tinh khiếu cảnh đỉnh cấp thần quốc tù nhân, sợ rằng có thể uy hiếp được nửa bước phong môn. Thậm chí liền phong môn sơ kỳ cường giả vậy không nhất định có thể chống lại. Giờ khắc này, ở bốn phương trận võ giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng này hơi thở, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. Đánh chết thần quốc tù nhân. Có thể lấy được thiên địa khí vận. Lạnh lùng thanh âm cứng ngắc lần nữa truyền tới. Diệp Thần rõ ràng, thượng cổ khôi giáp võ giả chỉ bất quá món khai vị mà thôi, trước mắt thần quốc tù nhân, mới thật sự là cảnh quan trọng. Hoàng Bách đi tới Diệp Thần trước mặt, loại cấp bậc này chiến đấu, hắn hoàn toàn không có thực lực đi tham dự. Thần quốc tù nhân một đầu ngón tay là có thể đâm chết hắn. Tình huống trước mắt. Chỉ có tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên trở lên võ giả, mới dám cướp đoạt thiên địa khí vận. Tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên chẳng qua là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Bạch Húc nhìn một cái hai người nửa bước phong môn cường giả, bọn họ hai người đã liên thủ. Thiên địa khí vận, có khả năng nhất chính là ở bọn họ ba người bên trong. Còn lại hai người nửa bước phong môn cường giả cũng là ý tưởng giống nhau, quyết định mạo hiểm thử một lần.
có thể đứng ở bốn phương trận bên trong võ giả, cũng tiếp thụ qua thiên địa khí vận tẩy rửa, tự nhiên rõ ràng trong này chỗ tốt. Chỉ bất quá phần lớn võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn họ thực lực, đi đối phó thần quốc tù nhân và tự tìm cái chết không có khác biệt. Giờ phút này thần quốc tù nhân đã phát động công kích, trong tay hắn chiến đao, một đao chặt xuống. Vèo! Phá không thanh âm, đao mang tốc độ cực nhanh, uyển như điện chớp, ngay tức thì rơi xuống. Một số võ giả phản ứng có chút chậm chạp, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ở thần quốc tù nhân chung quanh, tinh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả đã ra tay, bọn họ có cơ hội chia một chén canh. Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm, để cho Hoàng Bách cẩn thận một chút, thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên xông tới. Thiên địa khí vận có thể là đồ tốt, Diệp Thần cũng không có muốn bỏ qua dự định. Huyết ma kiếm nắm trong tay, vượt đến gần thần quốc tù nhân, vượt có thể cảm nhận được kinh khủng hơi thở. Diệp Thần cũng không có quá mức đi gần trước, thần quốc tù nhân hắn phải cẩn thận. Một không cẩn thận, mình đều có rơi xuống nguy hiểm. Ở phía trước nhất chỉ có ba đạo thân ảnh, đều là nửa bước phong môn cường giả, vậy chỉ có bọn họ, có thể cho thần quốc tù nhân mang đến tổn thương chí mạng. Làm Diệp Thần xông tới thời điểm, núp ở phía xa võ giả, thấy một màn này, cũng cho rằng hắn điên rồi. Vì muốn có được thiên địa khí vận, lại ngay cả mạng đều không dự định muốn. Nhất định chính là được thất tâm phong. Thần quốc tù nhân mỗi xuống một đao, cũng để cho tinh khiếu cảnh cường giả chật vật né tránh. Có thể đứng ở chỗ này, thấp nhất cũng phải tinh khiếu cảnh hậu kỳ. Diệp Thần đứng ở phía ngoài nhất, chỉ có hắn tự mình một người, phía trước có tinh khiếu cảnh và nửa bước phong môn, ngược lại để cho hắn an toàn không thiếu. Quy luật và canh kim khí không ngừng lưu động, từng đạo kiếm quang hướng thần quốc tù nhân oanh đánh ra. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, giờ phút này nửa bước phong môn cường giả đều đã bị thương không nhỏ thế. Nếu như nửa bước phong môn cường giả bị trọng thương, đến lúc đó ai vẫn có thể ngăn cản thần quốc tù nhân? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trong đó một người nửa bước phong môn cường giả, chịu đựng ở thần quốc tù nhân một đao. Cả người trong miệng khạc ra một búng máu, ở ngực hắn có một đạo chí mạng vết thương, căn bản không có thể lại tiếp tục tác chiến đi xuống. Tên kia nửa bước phong môn cường giả không cam lòng nhìn một cái, chỉ bất quá không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể rời đi. Ở hắn sau khi rời đi, tình cảnh lên chỉ còn lại hai người nửa bước phong môn cường giả. Núp ở phía xa võ giả, một mực ở chú ý, nếu như nửa bước phong môn cường giả chiến bại nói, bọn họ những người này, toàn bộ đều phải chết, một cái vậy không sống nổi. Hai người nửa bước phong môn cường giả, núi áp lực lớn, rời đi một người, bọn họ hơn nữa khó chịu. Hiện tại thần quốc tù trên người vậy bị một ít thương thế, bất quá hoàn toàn không nguy hiểm đến tánh mạng. Những vết thương này thế chứ ảnh hưởng hắn một ít tốc độ, lại cũng không có cái khác. Hai người nửa bước phong môn cường giả, khổ khổ chống đỡ, tin tưởng vậy không kiên trì được bao lâu, sa sút chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn tình. Giờ khắc này, mọi người tuyệt vọng. Chờ đợi nửa bước phong môn cường giả một khi sa sút, bọn họ cần phải nên đi nơi nào. Diệp Thần sắc mặt cũng không có tốt biết bao, hiện tại mọi người đều là một sợi dây phía trên châu chấu, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Thần quốc tù nhân công kích càng ngày càng hung mãnh. Mỗi một đao đều ở đây khuấy động mưa gió. Tinh khiếu cảnh cường giả đã có không ít người tử vong, còn thừa lại cường giả, cũng không khá hơn chút nào. Trong đó một ít tinh khiếu cảnh cường giả chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp thoát đi thần quốc tù nhân phạm vi công kích. Thấy một màn này, hai người nửa bước phong môn cường giả, hận không được một cái tát đập chết bọn họ. Một ít tinh khiếu cảnh cường giả rút lui, để cho thần quốc tù nhân càng thêm không chút kiêng kỵ. Diệp Thần cắn răng một cái, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Vốn là hắn suy nghĩ ở vòng ngoài, có thể giúp nhiều ít coi là nhiều ít. Có thể hay không đạt được thiên địa khí vận, hoàn toàn xem vận khí, nhưng là hiện tại cũng không quản được như thế nhiều. Bạch Húc bọn họ tuyệt đối không thể người bị thương nặng, nếu không đến lúc đó chính là một chàng không có cách nào ngăn cản tai nạn. Diệp Thần đi tới thần quốc tù nhân bên người, thừa nhận to lớn áp lực. Thần quốc tù trên người bộc lộ ra ngoài hơi thở, cũng sắp để cho hắn có một chút không thở nổi. Huyết khí thập phương thuật bùng nổ, bất hủ thần thể lóe lên kim quang. Máu thần kích hoạt,
giết liền giới vực, mở. Đối mặt thần quốc tù nhân, Diệp Thần phải vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, trừ luân hồi lực và xích trần huyết mạch không thể bộc phát ra. Hắn sau lưng sáu cái thần vương nói, thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật. Ba loại phép tắc hơi thở bộc lộ ra ngoài, Bạch Húc nhìn một cái Diệp Thần, nhưng không có nói gì nhiều. Bây giờ tình huống, hơn một người cũng chỉ hơn một phần lực lượng, đáng tiếc né tránh ở xa xa võ giả, cũng sớm đã bị thần quốc tù nhân hù bể mật, liền ở phía xa dũng khí xuất thủ cũng không có. Thậm chí có một số võ giả, đến hiện tại cũng không rõ ràng, một khi nửa bước phong môn cường giả toàn bộ chiến bại nói, bọn họ cũng phải chết. Những võ giả này trong nội tâm vẫn tồn tại một tia may mắn trong lòng. Diệp Thần cánh tay không ngừng cua múa, ba loại kinh khủng kiếm khí ầm ầm rơi vào thần quốc tù nhân trên thân thể mặt. Cẩn thận vừa thấy, phát hiện công liên tiếp phá thần quốc tù nhân thân xác cũng không có, chỉ bất quá ở hắn bề mặt chỗ, xuất hiện một vệt trắng. Thần quốc tù nhân cảm nhận được Diệp Thần tồn tại, cả người vừa quay người, nâng lên trong tay chiến đao, một đao oanh đánh ra. Kinh khủng hơi thở trực tiếp phong tỏa lại Diệp Thần bóng người, chiến đao tốc độ cực nhanh, đảo mắt bây giờ liền đã tới hắn đỉnh đầu. Diệp Thần không thể lui được nữa, chỉ có thể giơ tay lên ở giữa huyết ma kiếm để ngăn cản. Hơn nữa lại đem phẩm cấp cực cao thú hủ kiếm lấy ra. Song kiếm chung nhau ngăn cản. Oanh! Sấm giống vậy nổ vang, kinh khủng dư âm điên cuồng lan truyền đến bốn phía. Phốc suy! Diệp Thần một búng máu trực tiếp phun ra ngoài, trên cánh tay mặt nổi gân xanh, máu loãng không ngừng ở trong người cuồn cuộn. Mới vừa ở trong nháy mắt thời điểm, đúng cánh tay cũng sắp bể tan tành, thật may không hề mục nát thần thể và ma khu để chống đỡ. Diệp Thần cả người bóng người bay rớt ra ngoài, chật vật từ mặt đất đứng lên. Ở hắn đứng lên một khắc kia, thần quốc tù nhân đập vào mặt, hai tay cầm chiến đao, chém quá khứ. Diệp Thần khóe miệng toát ra một nụ cười khổ thần sắc, thần quốc tù nhân tốc độ chân thực quá nhanh. Dù là bị thương, ở hắn trong mắt cũng chỉ có thể thấy được một đạo tàn ảnh. Ở chiến đao sắp rơi xuống một khắc kia, Bạch Húc cả người bóng người trực tiếp xông tới tới. Trong tay hắn kiếm xanh, ngăn trở thần quốc tù nhân chiến đao, nghiêng đầu nói một câu, đi mau. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Cả người tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất và thần quốc tù nhân kéo ra khoảng cách. Bạch Húc một búng máu phun ra, hắn toàn bộ ngực lõm xuống, ở Diệp Thần chạy trốn thời điểm, thần quốc tù nhân một cước trực tiếp đạp ra ngoài. Một cước này đi xuống, cơ hồ sắp liền Bạch Húc nửa cái mạng. Thần quốc tù nhân mặc dù chỉ có tinh khiếu cảnh đỉnh cấp, bất quá phát huy ra được thực lực căn bản không kém nửa bước phong môn. Diệp Thần thấy một màn này. Cả người ánh mắt cũng từ từ đỏ tươi. Trên người hắn màu đen ma khí quấn quanh, nếu như không phải là bởi vì mình nói, Bạch Húc chỉ sợ cũng sẽ không phải chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Diệp Thần dần dần tiến vào nhập ma trạng thái, ma khu tản ra màu đen tia sáng chói mắt. Giờ khắc này Diệp Thần, tựa như giống như một tôn ma thần. Tà ác, khủng bố. Diệp Thần huyết ma kiếm nắm trong tay, xông ra kinh khủng à khí. Cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Ở hắn xông tới thời điểm, trong tay cầm ra một phần chia thời không chi binh. Ngàn binh bạo một khi vận dụng nói, hắn thân phận khẳng định sẽ bại lộ, bất quá bây giờ hắn, vậy không có quá nhiều ý tưởng, chỉ muốn giết chết thần quốc tù nhân. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bạo. Ở trong một cái chớp mắt này thời điểm, thời không chi binh, tản mát ra kinh khủng hơi thở. Hơi thở không ngừng tràn ngập ra, truyền tới một tiếng vang kinh thiên động địa. Oanh! Ở xa xa võ giả thấy một màn này, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi. Đây là ngàn binh bảo. Bọn họ một mắt là có thể nhìn ra. Hắn là Diệp Thần. Toàn bộ Tây Vực đều biết, duy chỉ có Diệp Thần có thể sử dụng ngàn binh bảo, lại cũng không tìm ra cái thứ hai. Ở xa xa Hoàng Bách trợn to hai mắt, nội tâm chỉ cảm thấy sắp nghẹt thở như nhau. Lại thật sự là Diệp Thần. Không phải trùng tên trùng họ. Sát Tông, Diệp Thần. Vừa nghĩ tới hắn và Sát Tông Diệp Thần biết, Hoàng Bách cả người cũng kích động. Diệp Thần đại danh, toàn bộ Tây Vực ai cũng biết, đắc tội không biết nhiều ít thế lực, nhưng là như cũ sống rất tốt. Thậm chí để cho không ít thế lực cũng thất bại. Toàn bộ Tây Vực có thể làm được điểm này, duy chỉ có Diệp Thần.
Một số võ giả, sắc mặt dần dần âm trầm, bọn họ thế lực trên căn bản đều cùng Diệp Thần có thù oán hận. Nếu như không phải là bởi vì thần quốc tù người, bọn họ hiện tại có thể đã sớm chen nhau lên. Diệp Thần trong nội tâm không có bất kỳ ý tưởng, ngàn binh bạo, đang nổ một khắc kia, hắn cũng biết, mình thân phận không giấu được. Thần quốc tù nhân từ phạm vi nổ lao ra, trong tay chiến đao khoảnh khắc bây giờ liền rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc kia, Diệp Thần huyết ma kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Phịch! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Thần không có chút do dự nào sau lưng xuất hiện thần thú hư ảnh, oanh đánh ra. Ở thần quốc tù nhân phía sau, ngoài ra một người nửa bước phong môn cường giả, tìm được cơ hội, thực lực không có bất kỳ cất giữ, trực tiếp bộc phát ra. Một đao vung chém ra, hướng thần quốc tù nhân sau lưng, oanh đánh ra. Oanh! Thần quốc tù nhân cả người thân thể ngã trên mặt đất, ở hắn sau lưng, xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Nhất khích, thần quốc tù nhân bị thương thế nghiêm trọng. Diệp Thần tìm đúng cơ hội, cả người nổi giận gầm lên một tiếng, Tu La dẫn ma quyết. Lúc này, ở sông dài phía trên, ra một đạo tất thân ảnh màu đen. Kinh khủng à khí, điên cuồng phun trào, tạo thành một cơn gió lốc. Ma khí phun trào bốn phía, mưa gió biến sắc. Một số võ giả không ngừng lui về phía sau, cảm nhận được kinh khủng à khí, chỉ có thể tránh mũi nhọn. Diệp Thần bước ra một bước, trên mặt đất xuất hiện một đóa màu đen hoa sen, diêm dúa tả ác. Làm Tu La xuất hiện một khắc kia, tại chỗ tất cả võ giả, chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Trong nội tâm tà ác dục vọng, không ngừng bị vuốt. Núp ở bọn họ sâu trong nội tâm tà ác, không ngừng bộc phát ra. Oanh, oanh, oanh. Một đạo tất thân ảnh màu đen, giống như diệt thế sấm sét, nháy mắt bây giờ dáng thế. Giờ khắc này, tựa như đúng cái thiên địa cũng đổi được ảm đạm thất sắc. Bốn phương trận phía trên, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa như hết thảy cũng rơi vào trong bóng tối mặt. Sắc sắc. Truyền tới một đạo thanh thúy tiếng vang, thần quốc tù nhân thân thể, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tu La hơi thở tiêu tán, Diệp Thần cả người sắc mặt trắng bệch. Nếu như không phải là mấy cái nửa bước phong môn liên thủ bị thương nặng thần quốc tù nhân, hơn nữa vùng lân cận ma khí đậm đà, có lẽ hắn căn bản không có tư cách thi triển thuật này. Thuật này tác dụng phụ, để cho hắn dị thường yếu ớt. Ngay tại lúc này, một đạo kim sắc chùm tia sáng từ sông dài bên trong rơi xuống. Thiên địa khí vận, tinh khiếu cảnh cường giả toát ra thần sắc hâm mộ, mới vừa rồi tên kia nửa bước phong môn cường giả nhất kích, đã để cho thần quốc tù người bị trọng thương. Cộng thêm lên vô duyên vô cớ xuất hiện khủng bố ma khí công kích, trực tiếp mang đi thần quốc tù nhân. Diệp Thần thành công bổ đao. Lần này thiên địa khí vận thời gian muốn lâu một chút, mặc dù Diệp Thần không có đột phá, lại có một loại không nói được không nói rõ cảm giác. Diệp Thần đứng trên mặt đất lên, thời khắc này hắn, quá mức yếu ớt, cả người sức chiến đấu, sợ rằng liền 50% cũng không phát huy ra được. Vèo vèo vèo, từng đạo bóng người đi tới Diệp Thần trước mặt. Tinh khiếu cảnh cường giả vây quanh Diệp Thần, bọn họ những võ giả này đều là tới từ Tây vực thế lực và Diệp Thần hơn nhiều ít thiếu cũng có một ít ân oán. Một màn này Diệp Thần sớm cũng đã nghĩ đến. Giờ phút này chút tinh khiếu cảnh cường giả có 20 tên, dù là tinh khiếu cảnh đỉnh cấp đều có 5 vị. Hiện tại bọn họ có thể nhìn ra, Diệp Thần vô cùng yếu ớt, tuyệt đối là chém chết hắn nhất thời cơ tốt. Tây vực các phe thế lực vô sỉ, Diệp Thần cũng sớm đã gặp qua, một màn này thấy có lạ hay không? Diệp Thần cũng không nói bất kỳ lời gì, ngược lại cầm chặt trong tay huyết ma kiếm, cầm ra thú hủ kiếm. Muốn chiến liền chiến, võ giả sợ gì vừa chết. Tràng diện hơi thở, dần dần đổi được ngưng trọng, ở xa xa võ giả không nói câu nào. Có chút võ giả biết, nếu như không phải là Diệp Thần mà nói. Bọn họ hiện tại chỉ sợ sớm đã bị thần quốc tù nhân chém chết, nhưng là vậy thì như thế nào? Những thế lực này bọn họ không đắc tội nổi, một khi đắc tội chính là tai họa ngập đầu. Bọn họ cũng không có Diệp Thần quyết đoán. Ai dám đối phó Diệp Thần, đừng trách lão phu không khách khí. Lúc này truyền tới một giọng nói, Bạch Húc đứng dậy, đi tới Diệp Thần trước mặt. Giờ phút này Bạch Húc vậy bị thương không nhỏ thế. Bất quá tóm lại cũng là nửa bước phong môn cường giả. Làm Bạch Húc vừa xuất hiện thời điểm,
Các phe thế lực võ giả, sắc mặt nhẹ biến đổi, bên trong đôi mắt toát ra kiêng kỵ thần sắc. Mặc dù là một người bị thương nửa bước phong môn cường giả, bọn họ vậy không có sức, có thể 100% đánh chết, nói không chừng hoàn sẽ giao phó ở chỗ này. Tiền bối, chúng ta đều là tới từ Tây vực các thế lực lớn, chẳng lẽ ngươi muốn vì một cái Diệp Thần, và chúng ta thế lực khắp nơi đối nghịch. Thánh Long gia tộc một người tinh khiếu cảnh cường giả đứng ra. Mặc dù là một người nửa bước phong môn cường giả, bất quá bọn họ cũng không có sợ. Nếu như thời kỳ toàn thịnh Bạch Húc, bọn họ không nói hai lời, xoay người rời đi. Hiện tại Bạch Húc người bị thương nặng, mặc dù có chút kiêng kỵ, bất quá bọn họ vậy tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Các thế lực lớn thì như thế nào? Đừng lấy là ta không biết các ngươi biết bao hèn hạ vô sỉ, nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, các ngươi cũng sớm đã chết. Thần quốc tù nhân ở thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Cút, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Bạch Húc hận không được một cái tát đập chết những thứ này dối trá người, tại đối phó thần quốc tù nhân thời điểm, vậy không thấy bọn họ ra tay. Hiện tại nguy cơ giải trừ, bỏ mặc nói thế nào, đối phó Diệp Thần, cũng có một chút ân đền oán trả ý nghĩa. Hoàng Bách lúc này chạy đến Diệp Thần trước mặt, mặc dù không có nói chuyện, bất quá đã tỏ rõ thái độ. Thế lực khắp nơi bị Bạch Húc nói á khẩu không trả lời được. Ta cũng không sợ các ngươi trả thù, lão phu tránh đạo tăng thương, không sợ hết thảy. Bạch Húc một câu nói, để cho các phe thế lực sắc mặt, dần dần phát sinh biến hóa. Có câu nói thật tốt, chân trần không sợ mang giày. Một khi Bạch Húc xuất thủ, bọn họ những người này, rất khó ngăn cản. Ha ha, hy vọng tiền bối có thể che chở Diệp Thần cả đời. Thánh Long gia tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Có nửa bước phong môn cường giả ở đây, bọn họ muốn đánh chết Diệp Thần mà nói, trên căn bản không thể nào. Chỉ có thể buông tha, sau này làm tiếp dự định. Thế lực khắp nơi thấy Thánh Long gia tộc đều đã rời đi, vậy không có tất phải ở lại chỗ này. Chờ đợi thế lực khắp nơi sau khi rời đi, Diệp Thần cảm kích nhìn một cái Bạch Húc, mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Nếu như không phải là Bạch Húc mà nói, dù cho hắn có thể đánh chết một ít thế lực võ giả, bất quá muốn phải sống sót nói, sợ rằng không dễ dàng. Chúng ta không phải đồng minh sao? Bạch Húc cười một tiếng cũng không có nói gì nhiều, đối với hắn mà nói chỉ bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Nếu như sau này Diệp Thần thật trở thành linh võ đại lục chí cường giả, hắn cũng có thể đi theo thơm lây. Hắn nửa bước phong môn thực lực mặc dù mạnh mẽ, bất quá cũng không phải là vô địch. Bạch Húc coi trọng Diệp Thần tương lai, còn như các phe thế lực uy hiếp, hắn hoàn toàn không coi vào đâu. Hắn vừa không có hoàn toàn chọc giận thế lực khắp nơi, tuyệt đối không thể nào bắt hắn cái này nửa bước phong môn cường giả. Đạt tới hắn thực lực này, nếu như không có giết chết nói, may mắn chạy khỏi, đến lúc đó đối với thế lực khắp nơi mà nói, là một loại tai nạn. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra đan dược bỏ vào trong miệng. Bạch Húc ở Diệp Thần một bên vậy chữa trị mình thương thế, ở Càn Khôn Cung bên trong, cũng không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ có tự thân thực lực đủ cường đại, mới có thể bảo đảm an toàn. Còn như Hoàng Bách ngược lại là không có chuyện gì làm, ở một bên yên tĩnh chờ đợi. 4 tiếng sau đó, Diệp Thần thương thế trên người đã kém không nhiều chữa, từ mặt đất đứng lên. Bạch Húc bị thương thế, tạm thời nửa hội vậy được không, hoàn đang khôi phục trong đó. Hoàng Bách, có không có hứng thú gia nhập chúng ta sát tông? Lúc này Diệp Thần mở miệng hỏi. Hoàng Bách thực lực không tệ, hơn nữa rất có cốt khí, ban đầu đối mặt Long Sơn thời điểm, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Một điểm này Diệp Thần tương đối thưởng thức, hơn nữa ban đầu Hoàng Bách có thể đứng ra, cũng coi là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Nghe được Diệp Thần mà nói, Hoàng Bách chỉ cảm thấy, hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên, cả người thân thể, cũng không nhịn được có chút kích động. Sát tông, nhưng mà tán tu thánh địa. Có thể tiến vào sát tông, đối với tán tu mà nói, bản thân chính là một loại quang vinh. Ta nguyện ý. Hoàng Bách kích động, nói chuyện cũng có một ít nói không lanh lẹ. Lời nói còn không có rơi xuống, bốn phương trận lại truyền đến một đạo dị động. Ở bốn phương trận một nơi xó xỉnh, một cái người đàn ông áo bào đen tròng mắt nhìn chằm chằm sông dài,
trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nên tới, cuối cùng đến nhanh. Sau nửa giờ, sông dài bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy từ từ lan truyền, đè nén hơi thở rơi vào mỗi một vị võ giả trong lòng phía trên. Diệp Thần nhìn sông dài bên trên, màu đen trong nước xoáy mặt xuất hiện một cái màu đen quan tài đá. Làm quan tài đá xuất hiện một khắc kia, toát ra hoang cổ hơi thở, lan truyền ở bốn phía. Khi thấy rõ quan tài đá hình dáng, Diệp Thần con người co rút nhanh. Cái quan tài đá này và tàn tạ trong cung điện mặt quan tài đá, không có gì quá lớn khác biệt, duy chỉ có quan tài đá chiều rộng và chiều dài, so tàn tạ trong cung điện mặt lớn hơn. Tàn tạ trong cung điện mặt quan tài đá, giống như là một cái thu nhỏ lại bản. Cái đầu tiên quan tài đá xuất hiện thời điểm, màu đen trong nước xoáy mặt, liên tiếp xuất hiện 48 cái quan tài đá. Diệp Thần ánh mắt dần dần đổi được ngưng trọng, quan tài đá bên trong rốt cuộc có vật gì? Hiện tại đột nhiên xuất hiện 49 cái quan tài đá lại là ý gì? Diệp Thần cảm giác có một tầng sương mù dày đặc ở trong nội tâm. 49 cái quan tài đá trưng bày vị trí và tàn tạ trong cung điện mặt vị trí giống nhau như đúc, duy chỉ có thiếu thiếu màu vàng kim khô lâu quan tài đá. Ở bốn phương trận võ giả, yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn sông dài bên trong quan tài đá. Thiên địa khí vận tập hợp cả người, ra miệng là vương. Lạnh lùng thanh âm cứng ngắc một lần nữa vang lên, quan tài đá bên trong toát ra từng luồng tơ vàng. Làm những thứ này tơ vàng bồng bềnh ở sông dài bên trong thời điểm, bốn phương trận võ giả, từng cái toát ra lửa nóng thần sắc. Bọn họ có thể cảm giác đến kim ti hơi thở, chính là thiên địa khí vận. Giờ khắc này, Diệp Thần biết, tiếp theo chính là một tràng hỗn chiến. Thiên địa khí vận tồn tại, bất kỳ võ giả cũng không thể bỏ qua. Hiện tại sông dài bên trong bồng bềnh tơ vàng mặc dù không thiếu, nhưng là cùng đứng ở bốn phương trận bên trong võ giả so với, chân thực không nhiều. Nhiều sói thịt thiếu dưới tình huống, chỉ có thể đi đánh chết người khác, để cướp đoạt thiên địa khí vận. Diệp Thần có chút không rõ ràng, Càn Khôn Cung sau lưng tồn tại, rốt cuộc muốn làm gì. Trừ thiên địa khí vận ra, Càn Khôn Cung bên trong cũng không thấy bất kỳ bảo vật. Hiện tại 49 cái quan tài đá lại xuất hiện, đưa tới thiên địa khí vận, thật giống như chính là muốn để cho võ giả không ngừng chém giết. Ở hắn suy tính thời điểm, đã có một bộ phận võ giả, bắt đầu cướp đoạt thiên địa khí vận. Làm 49 quan tài đá xuất hiện một khắc kia, võ giả cũng có thể hư không phi hành, từng cái bay về phía sông dài. Diệp Thần cau mày, sau đó cả người xông vào sông dài bên trong. Nếu không nghĩ ra, dứt khoát đi một bước xem một bước, thiên địa khí vận hắn vậy sẽ không bỏ qua. Hoàng Bách đứng ở bốn phương trận phía trên, có một ít do dự, hắn thực lực không cao. Nếu như cướp đoạt thiên địa khí vận mà nói, sợ rằng rất khó. Làm nhìn Diệp Thần bóng người xông về sông dài thời điểm, sau đó cắn răng một cái, vọt vào, bỏ mặc như thế nào cũng phải thử một chút. Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, ở sông dài bên trong thiên địa khí vận. Tìm được một tia tương đối dày dáng dấp, ở bên cạnh còn có hai người tinh khiếu cảnh cường giả tranh đoạt. Hai người tinh khiếu cảnh cường giả chỉ có tầng 7 thiên thực lực, làm Diệp Thần bóng người xông lên lúc tới. Bọn họ hai người võ giả liếc nhìn nhau, sắc mặt trở nên khó coi. Diệp Thần thực lực bọn họ rất rõ ràng, hai người đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, nhưng là thiên địa khí vận lại chẳng ngờ chắp tay nhường nhịn. Đây chính là chí bảo. Như thế nào có thể đủ tùy tiện buông tay? Chính các người đi, vẫn là ta động thủ. Diệp Thần nói không có tiếp tục nói hết, chỉ bất quá ý tứ trong này đã không cần nói cũng biết. Ngươi hiện tại đã đắc tội các thế lực lớn, cần gì phải làm khó chúng ta, đến lúc đó nếu như chúng ta gia nhập thế lực lớn. Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả vẫn chưa nói hết, đột nhiên bây giờ xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang ở sông dài bên trong. Bộc phát ra ánh sáng sáng chói, tên kia tinh khiếu cảnh võ giả, còn người co rút nhanh, trong tròng mắt một tia sáng trắng thoáng qua. Cả người thân thể ngã ở sông dài bên trong. Hắn căn bản không có, Diệp Thần trực tiếp ra tay. Ngoài ra một người tinh khiếu cảnh cường giả nói một câu cáo từ, cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Thần đi tới thiên địa khí vận trước mặt, nắm trong tay. Lúc này thiên địa khí vận tràn vào hắn trong thân thể.
còn như tên kia tinh khiếu cảnh cường giả nói, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn nếu như sợ tinh khiếu cảnh cùng nhau đối phó mình nói, ban đầu cũng sẽ không trêu chọc các thế lực lớn. Nếu muốn gia nhập thế lực lớn đối phó mình, Diệp Thần hoàn toàn không cần thiết giữ lại hắn. Đối đãi kẻ địch, lại không thể đủ mềm lòng chùn tay. Ở Diệp Thần bốn phía, từng đạo kinh khủng hơi thở giao phong, chung quanh chiến đấu đã đạt tới một cái ác liệt. Từng cái võ giả tựa như giết đỏ mắt, giống như đối mặt cửu nhân giết cha. Mùi máu tanh tràn ngập ở sông dài bên trong, kinh khủng hơi thở, không ngừng ngưng tụ. Diệp Thần mỗi một lần thời điểm xuất thủ, gặp võ giả, cơ hồ cũng không quay đầu lại liền đi. Không có tuyệt đối chắc chắn, ai cũng không dám đối với Diệp Thần ra tay. Ở sông dài một nơi trong góc mặt, tám tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, tụ chung một chỗ, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người. Hiện tại Bạch Húc đang cùng ngoài ra một người nửa bước phong môn cường giả tranh phong, căn bản không có thời gian bảo vệ Diệp Thần. Bọn họ các thế lực lớn cường giả tụ chung một chỗ, liền là đối phó Diệp Thần. Thiên địa khí vận mặc dù không tệ nhưng là Diệp Thần uy hiếp, chân thực quá mạnh mẽ. Hiện tại Diệp Thần chẳng qua là nửa bước vận may là có thể và tinh khiếu cảnh cường giả tranh phong, cùng hắn đến tinh khiếu cảnh, ai vẫn có thể là Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần đã dần dần uy hiếp được bọn họ các thế lực lớn, phải sớm giải quyết hết. Tám tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, chỉ là đối phó Diệp Thần một người. Tuyệt đối danh tác. Diệp Thần cảm nhận được sát ý ánh mắt, nghiêng đầu vừa thấy, chân mày dần dần khóa chặt. Tám tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp, hắn hiện tại trên căn bản không phải là đối thủ. Nếu như đơn độc đối mặt một người tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong, nói không chừng hoàn có cơ hội. Tám tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, hướng Diệp Thần bóng người, điên cuồng xông lại. Kinh khủng hơi thở, hướng Diệp Thần đè tới, muốn vận dụng tự thân hơi thở, tới áp đảo Diệp Thần. Bất hủ thần thể bộc phát ra lóe lên kim quang, tới chống lại tinh khiếu cảnh cường giả hơi thở. Diệp Thần, hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Trong đó một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phát ra một tiếng gầm thét. Gầm thét bên trong, xen lẫn sóng công kích, hướng Diệp Thần đầu óc xông tới. Ở Diệp Thần đầu óc bên trong, phảng phất có một cái kim long giáng thế, liều chết xung phong đi. Bất hủ thần hồn bảo vệ được Diệp Thần thức hải, ở trong đầu tung lên hơi gợn sóng. Bất hủ kiếm ý phún ra ngoài, Diệp Thần đúng cái bóng người bỗng nhiên bây giờ xông tới. Ở hắn xông tới thời điểm, Chu Thiên Thần Ma Thương bộc phát ra kinh khủng thương ý. Thương ý hóa thực, những thứ này tràn ngập ở sông dài bên trong thương ý không ngừng ngưng tụ, một cái thương ý ngưng tụ kim long, bỗng nhiên gầm thét. Huyết ma kiếm ma khí phun trào, kim quang và màu đen ma khí lóng lánh ở hắn mặt ngoài thân thể. Trong đó một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, vô căn cứ biến mất ở sông dài bên trong, đảo mắt bây giờ đã tới Diệp Thần sau lưng. Xuất hiện ở sau lưng hắn trong nháy mắt, trong tay lợi kiếm, hướng Diệp Thần sau lưng đâm ra đi. Kinh khủng sát ý tràn ngập, Diệp Thần ở sát na xoay người, huyết ma kiếm bỗng nhiên nâng lên. Phịch! Diệp Thần bóng người hơi lui về phía sau, trong thân thể hơi thở cuồn cuộn, thiếu chút nữa một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài. Tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, quả nhiên không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản, huống chi còn có tám tên. Diệp Thần trong mắt dần dần ngưng trọng, giờ phút này tám tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, cầm hắn vây quanh, nước chảy không lọt, phòng ngừa hắn chạy trốn. Đè nén hơi thở, không ngừng tràn ngập ở bốn phía, Diệp Thần cầm chặt huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới ngay tức thì, huyết ma kiếm bỗng nhiên nâng lên. Kiếm khí thẳng hoành lần lượt thay nhau, giống như một đóa đóa đợt sóng, hướng một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả chém ra đi. Một kiếm hạ xuống, còn lại tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả trực tiếp liều chết xông tới, muốn nhất kích trong nháy mắt giết Diệp Thần. Bây giờ tình huống, vượt kéo dài, đối với bọn họ càng bất lợi. Vạn nhất cùng Bạch Húc bên kia giải quyết, muốn một lần nữa đánh chết Diệp Thần mà nói, căn bản không có thể. Cho bọn hắn thời gian căn bản không hơn. Diệp Thần sau lưng một đôi màu đen vây cánh, kích động ở sông dài bên trong. Bác Thiên Thuật hơi thở, để cho hắn toàn phương vị tăng lên, Chu Thiên Thần Ma Thương,
một nhát thương đâm đi ra ngoài. Phá không thanh âm truyền tới, đầu thương lóe hàn quang, một thương giết hướng một người tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong. Oanh! Tên kia tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, bóng người nhẹ né tránh, cả người bóng người đi tới Diệp Thần trước mặt. Ở đi tới Diệp Thần trước mặt thời điểm, một cái tát vỗ xuống. Một cái tát bỗng nhiên rơi xuống, ở bên cạnh hắn, một người cường giả mắt lom lom, kiếm trong tay ngay tức thì chém về phía Diệp Thần cánh tay. Ngay tại lúc này, mì tâm ác ma mắt lên tiếng nói, thằng nhóc, ta dùng thuật pháp che đậy Chu Thiên Thần ma thương, người tận tình thi triển. Mới vừa rồi ma khí không đủ để hoàn toàn thi triển tu la dẫn ma quyết, nhưng là ta ở cửu U chi biển hấp thu không thiếu, thời khắc mấu chốt, có thể là ngươi phóng thích một phần chia. Đến lúc đó sử dụng tu la dẫn ma quyết. Được. Diệp Thần huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần ma thương trực tiếp rơi xuống. Phịch. Huyết ma kiếm đón đỡ ở cường giả tập sát tới đây lợi kiếm, ở Chu Thiên Thần ma thương đâm đi ra thời điểm, một cái tay cầm thân thương. Tên kia tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Hắn có thể nhìn ra, Chu Thiên Thần ma thương chỗ bất phàm, muốn chiếm làm của mình. Ông, Chu Thiên Thần ma thương đột nhiên phát ra ông tiếng vang, một cổ lực lớn đánh văng ra gã cường giả kia. Chu Thiên Thần ma thương bản thân thì có linh, hiện tại trừ đồng ý Diệp Thần trở ra, người khác làm sao có thể lấy đi. Phốc suy. Diệp Thần một búng máu đột nhiên bây giờ phun ra ngoài, ở hắn sau lưng, xuất hiện một người cường giả, một kiếm trực tiếp phá vỡ tay hắn cánh tay. Hắn một cặp tròng mắt trở nên đỏ như máu, trên người ma khí không ngừng tràn ra. Kinh khủng à khí phóng lên cao, Diệp Thần vừa quay người, một cái tay năm ngón tay cầm chặt thành quyền. Một đấm đánh giết ra. Oanh! Tên kia tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, ứng phó không kịp. Cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Ma khí phun trào, bước ra một bước, màu đen hoa sen, rơi vào sông dài bên trong. Huyết ma kiếm toàn thân đều bị kinh khủng à khí bọc. Giờ khắc này, Diệp Thần toàn thân đều bị ma khí bao phủ, ở hắn sau lưng, từng đạo ma thần hư ảnh, không ngừng ngưng tụ. Kinh khủng à khí, để cho thế lực khắp nơi không ngừng lui về phía sau. Bản đề cướp đoạt thiên địa khí vận võ giả. Đều bị Diệp Thần động tĩnh bên này hù được. Ở hắn sau lưng, ma thần hư ảnh liên tiếp xuất hiện, kinh khủng hơi thở, tràn ngập ở sông dài bên trong. Thế lực khắp nơi tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, cau mày. Bọn họ có thể cảm nhận được, Diệp Thần hơi thở không ngừng tăng cường, ở hắn sau lưng, ma thần hư ảnh ngật lập trường hà. Thời khắc này Diệp Thần, tựa như ma thần đứng đầu. Ma thần hư ảnh ở hắn phía sau. Đảo mắt bây giờ liền xông về tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả. Ma thần hư ảnh phát ra gầm thét, xông lên đánh ra một khắc kia, ma khí phun trào. Tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, cảm nhận được kinh khủng hơi thở, không ngừng lui về phía sau. Ở bọn họ lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm nâng lên. Kiếm ý điên cuồng phun trào, một kiếm giống như khai thiên thế, bỗng nhiên rơi xuống. Kiếm quang ở sông dài bên trong lưu chuyển, điên cuồng hướng tinh khiếu cảnh cường giả, kiếm quang đến mức, như lôi thần đang gầm thét. Toàn bộ sông dài cũng ở run rẩy không ngừng, một kiếm giống như cầm toàn bộ ngân hà chặt đứt thành hai nửa. Oanh! Một tiếng mãnh liệt nổ vang, Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm phía trước. Hụ hụ hụ! Tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong từ phạm vi nổ bên trong lao ra, bọn họ quần áo xốc xếch. Thân thể mặt trên còn có một ít vết thương. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên đối với tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, vẫn có chút kém cường đạo ý. Đối mặt tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, dù là hắn thủ đoạn dốc hết, vậy không phải là đối thủ. Tám tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, điên cuồng xông lại, bọn hắn bây giờ, thật nổi giận. Thời gian lâu như vậy còn không có bắt lại Diệp Thần. Ngược lại là cầm chính bọn họ làm được chật vật không chịu nổi. Bạch Húc bên kia chiến đấu đã sắp kết thúc, lưu cho bọn hắn thời gian, là thật không nhiều. Cả người bọn họ trực tiếp xông tới trong nháy mắt, từng đạo mạnh mẽ công kích, ngay tức thì rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc kia, Diệp Thần bất hủ thần thể và ma khu đồng thời bộc phát ra. Một kim tối sầm, không ngừng ở hắn mặt ngoài thân thể lưu động. Huyết ma kiếm điên cuồng vung chém ra đi,
một kiếm tiếp liền một kiếm. Oanh! Phạm vi nổ, xuất hiện một đóa màu đen mây hình nấm, tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, nhìn phía trước. Bọn họ không tin, bây giờ Diệp Thần, ở đây sao hơn cuồng loạn công kích bên trong, hoàn có thể sống sót. Ngay tại lúc này, ma khí đột nhiên ngưng tụ. Một cổ cực hạn cảm giác đè nén phun trào. Ta làm sao cảm giác có cái gì không đúng, vì sao sẽ có nhiều như vậy ma khí? Có người nói. Hống. Một tiếng gầm thét, đang nổ bên trong, xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, vô tận ma khí bao vây. Hư ảnh kia ba đầu sáu tay, ma khí điên cuồng xông ra. Cửu U Tu La dáng thế. Cửu U Tu La nắm giữ sát phạt, chung quanh sát khí tạo thành một cổ vòng xoáy gió bão. Cửu U Tu La ba cặp mắt nhìn chằm chằm tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, một đôi đôi màu máu đỏ ánh mắt, dị thường khủng bố. Vô hình bên trong sông dài vang lên từng cơn gió lớn, mây đen che khuất bầu trời, ma khí cuồn cuộn. Mọi người tựa như sừng sững ở ma khí bên trong, vốn là tranh đoạt thiên địa khí vận cường giả, không ngừng lui về phía sau. Những thứ này ma khí căn bản không phải bọn họ có thể tiếp nhận, phải nghĩ biện pháp mau sớm cách xa. Một không cẩn thận, dính lên ma khí, bọn họ có thể sẽ biến thành máy sát hại. Vây công Diệp Thần các thế lực lớn, thiếu chút nữa một búng máu phun ra, Diệp Thần lại vẫn còn sống. Tựa như giống như là một cái tiểu cường đánh không chết, căn bản không có biện pháp đối phó. Bọn họ từng cái cảnh giác nhìn Diệp Thần, ở Cửu U Tu La trước mặt, các thế lực lớn cường giả, tựa như dị thường nhỏ bé. Khí sát phạt và ma khí không ngừng ngưng tụ, hai người ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu, lại ngưng tụ thành một cái ma kiếm. Ma kiếm truyền tới kinh khủng hơi thở, để cho các thế lực lớn cường giả cau mày. Gió lớn ở gào thét, ma vân đang lưu động, ma kiếm hơi thở, giống như diệt thế oai, ai cùng tranh phong. Diệp Thần phát hiện, lần này ma khí so sánh với lần kêu gọi Cửu U Tu La còn muốn hơn. Cái này cũng đào tạo Cửu U Tu La cực mạnh. Chỉ tiếc không có ma khí, Cửu U Tu La liền không cách nào tạo thành. Cái này ma tộc thuật pháp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng, hạn chế điều kiện quá nhiều. Ngoại giới kia có nhiều như vậy ma khí. Cửu U Tu La sáu cánh tay nâng lên, đưa ra chỉ một cái, ma khí ở hắn đầu ngón tay phun trào, ngừng tụ, nháy mắt bây giờ rơi xuống. Lục đạo màu đen trùm tia sáng, vào giờ khắc này, ngay tức thì rơi xuống. Oanh oanh oanh, tiếng nổ âm không ngừng, tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả, không ngừng né tránh, ở bọn họ tránh né thời điểm, ma kiếm bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Đâm! Ma kiếm giáng thế, toàn bộ sông dài không gian, đổi được cực kỳ không ổn định. Đang lúc mọi người một nơi khu vực, không gian không ngừng run rẩy, phát ra ông ông tiếng vang. Đây là Diệp Thần hiện tại bị thương trạng thái có thể phóng thích một kích mạnh nhất. Rắc rắc, sông dài bên trong, lại không ngừng xuất hiện vết rách, giống như gương tại bể tan tành trong nháy mắt. Ma kiếm rơi xuống, Diệp Thần trong miệng một búng máu phún ra ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch. Thân thể lảo đảo lắc lư. Vốn là hắn liền bị các thế lực lớn công kích, hơn nữa cưỡng ép sử dụng Cửu U Tu La, hắn thân thể cũng sớm đã sắp không nhịn được. Diệp Thần một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước, nếu như các thế lực lớn cường giả, vẫn có thể đánh một trận nói, hắn sợ là rất khó kiên trì nữa ở. Các thế lực lớn cường giả, từng cái sắc mặt trắng bệch, thân thể cực kỳ yếu ớt, trên mình tràn đầy máu loãng. Bọn họ mặc dù người người bị thương không nhẹ, bất quá cùng Diệp Thần so với, một cái ở trên trời đường, một cái ở địa ngục. Diệp Thần thần sắc ảm đạm, ma khí tiêu hao quá nhanh, Cửu U Tu La thân thể đã sắp không nhịn được. Hắn vậy không có cách nào tiếp tục duy trì. Hắn bây giờ trên căn bản đã không có bất kỳ năng lực phản kháng. Oanh! Đây là, một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả, bóng người bỗng nhiên bây giờ đi tới Diệp Thần bên người. Một chưởng đánh ra đi. Ở một chưởng rơi xuống một khắc kia, Diệp Thần cả người bóng người sau lui ra. Bỗng nhiên rơi vào một trên một cái quan tài đá. Phịch! Một tiếng rên, phía trên quan tài đá đột nhiên xuất hiện màu vàng kim hoa văn. Làm một cái phía trên quan tài đá xuất hiện thời điểm, còn thừa lại phía trên quan tài đá, như nhau xuất hiện màu vàng kim hoa văn. Những hoa này văn tựa như sống lại. Thoát khỏi quan tài đá, trôi lơ lửng ra. Quan tài đá phát ra kịch liệt run rẩy,
quan tài đá nơi này tiếng vang, kinh động cướp đoạt thiên địa khí vận võ giả. Bọn họ từng cái dừng lại, nhìn chằm chằm quan tài đá. Diệp Thần ở phía trên quan tài đá, cảm nhận được một cổ khí tức nhu hòa, lại đang không ngừng chữa trị, thân thể của hắn thương thế. Hắn thương thế, khôi phục cực nhanh, tin tưởng không cần nửa giờ, là có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Làm màu vàng hoa văn bay lượn trên không trung thời điểm, phía trên quan tài đá xây bản, đột nhiên bây giờ bay lên. Diệp Thần ở xây bản phía trên, nhìn quan tài đá bên trong, cả người sắc mặt trong nháy mắt biến ảo. Đá này quan bên trong lại là một cái cửu trảo kim long, oai rồng tản ra. Cửu trảo kim long vốn là đóng chặt ánh mắt, đột nhiên bây giờ mở ra, giờ khắc này, bọn họ sống lại. Từng cái cửu trảo kim long, quanh quẩn ở sông dài bên trong, oai rồng chấn động, 48 cái cửu trảo kim long, quanh quẩn trên không trung, toàn bộ sông dài chỉ còn lại kim quang. Kim long phụ thể, khí vận thêm thân, phong nguyện là vương. Cơ giới thanh âm lạnh lùng, một lần nữa truyền tới, ngay sau đó, một người võ giả xông về một cái kim long. Ở hắn chuẩn bị lấy tay bắt thời điểm, vậy cái kim long đột nhiên bây giờ dương ra miệng lớn, một miệng đi xuống, cầm hắn chiếm đoạt. Một màn này, để cho tất cả võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau lưng tồn tại, bọn họ nói rất rõ ràng. Bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng đạo lý trong đó, vốn là muốn xuất thủ võ giả, thấy một màn này. Chỉ có thể buông tha. Mới vừa xuất thủ nhưng mà một người tinh khiếu cảnh cường giả, không chút nào sức đề kháng, liền bị cắn nuốt hết. Bọn họ có thể không có tự tin, có thể ngăn cản cửu trảo kim long tổn thương. Cửu trảo kim long, tự đi trạch chủ, các ngươi có thể thả ra huyết mạch của mình. Cửu trảo kim long, tự đi trạch chủ, các ngươi có thể thả ra huyết mạch của mình. Làm sao lưng tồn tại, sau khi nói xong, từng tên một võ giả đứng ra, thả ra huyết mạch của mình. Có huyết mạch chỉ có 10 trượng hoặc là 100 trượng, cũng có thiên kiêu đạt tới ngàn trượng. Vốn là quanh quẩn ở sông dài bên trong kim long, từng cái bay về phía võ giả bên người dừng lại. Tại chỗ võ giả, ít nhất có 1.000 tên, như vậy mà chỉ có người 48 có thể lấy được cửu trảo kim long khí vận. Nhiều sói thịt thiếu dưới tình huống, từng cái bộc phát ra tự thân huyết mạch. Hận không được kim long lựa chọn mình. Còn như để cho cửu trảo kim long cưỡng ép lựa chọn, bọn họ đã buông tha. Nếu quả thật muốn động thủ, sợ rằng và mới vừa rồi tên kia võ giả không có bất kỳ khác biệt, trực tiếp bị cắn nuốt hết. Bọn họ hiện tại cũng không dám cầm mình mạng nhỏ đem làm trò đùa. Diệp Thần đi tới Hoàng Bách trước mặt. Thiếu chủ, người chẳng lẽ không thả ra huyết mạch lực, lựa chọn cửu trảo kim long sao? Nếu đã muốn gia nhập sát tông, đối mặt Diệp Thần đã đổi lời nói. Không nóng này, ta lại xem một chút. Cửu trảo kim long Diệp Thần không phải là không muốn muốn, bất quá một khi thả ra huyết mạch lực nói, luân hồi huyết mạch hơi thở, liền sẽ bồng bềnh đi ra. Vì phòng ngừa luân hồi huyết mạch hơi thở, bộc phát ra, dù là không có thể có được cửu trảo kim long, vậy không có quan hệ. Hắn tự tin luân hồi huyết mạch và cửu trảo kim long so với. Nhất định là luân hồi huyết mạch càng cường đại hơn. Nếu như không có thể có được cửu trảo kim long, hắn vậy không quan tâm. Ở hắn quan sát thời điểm, đã có một người võ giả thành công lấy được cửu trảo kim long. Chỉ gặp cửu trảo kim long vọt vào tên kia võ giả trong thân thể, hắn thân thể bộc phát ra một đạo hoa mỹ kim quang. Ở hắn sau lưng, một cái cửu trảo kim long như ẩn như hiện, biến mất ở hắn trong thân thể. Thấy một màn này, tất cả võ giả đều hâm mộ, hận không được khiến cho ra cả người thủ đoạn tới câu thông cửu trảo kim long. Chỉ bất quá hiệu quả cực kỳ nhỏ, cửu trảo kim long có linh, tự nhiên sẽ chọn thiên tư cao nhất võ giả. Hơn 1,000 võ giả bên trong, ít nhất có 95% võ giả cũng phải thất vọng. Không có lấy được cửu trảo kim long võ giả, hoàn toàn buông tha, rên rỉ than thở một tiếng, chú ý người khác. Một số võ giả ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên mình. Dẫu sao Diệp Thần thực lực quá rõ ràng, thiên tư tự nhiên cũng không kém, chỉ bất quá thấy hắn không có động tĩnh, tất cả mọi người đều sững sốt một chút. Chẳng lẽ Diệp Thần cũng không muốn lấy được cửu trảo kim long? Vẫn là cho rằng chính hắn thiên tư không được. Mọi người suy đoán lung tung, cũng không ai rõ ràng. Sợ rằng Diệp Thần biết mình thiên phú quá kém, ngại quá mất mặt.
Lúc này, một người Thánh Long gia tộc cường giả, lạnh giọng mở miệng nói. Hắn câu thông cửu trảo Kim Long thời điểm, căn bản không có thành công, thấy Diệp Thần không có động tĩnh, không ngại giễu cợt một câu. Rất nhiều võ giả, nghe được Thánh Long gia tộc mà nói, khinh thường cười một tiếng. Bọn họ mặc dù không thích Diệp Thần cuồng vọng tư thái, bất quá phải nói thiên tư nói, bọn họ đánh chết vậy không tin. Ban đầu ở Càn Khôn Cung bên ngoài, Diệp Thần nhỏ vào máu, quá rõ ràng, ai dám nói thiên tư của hắn không được. Còn như Diệp Thần tại sao không câu thông cửu trảo Kim Long, chính bọn họ vậy không nghĩ ra. Không có ai biết, Diệp Thần rốt cuộc ý tưởng gì. Ở một bên Hoàng Bách cũng là nhìn cấp, hắn tự nhiên không tin, Diệp Thần không có thể thành công. Cửu trảo Kim Long chính hắn không có ý tưởng, không đại biểu không muốn để cho Diệp Thần đạt được. Chỉ cần Diệp Thần thực lực càng ngày càng mạnh, hắn sinh mạng vậy có thể có được một phần bảo hiểm. Cửu trảo Kim Long, hiện tại đã có 3 cái nhận chủ, còn thừa lại cửu trảo Kim Long có ngắm nhìn, còn có một chút võ giả, đã sắp câu thông thành công. Diệp Thần một bước đứng ra, nhìn cửu trảo Kim Long, đột nhiên bây giờ mở miệng, các ngươi ai nguyện ý theo ta đi. Đứng ở nơi đó, chỉ nói một câu nói, rất nhiều võ giả nhìn Diệp Thần, giống như xem kẻ ngu như nhau. Nếu như một câu nói, có thể làm cho cửu trảo Kim Long đi theo mình nói, bọn họ vậy chưa đến nỗi như thế tốn sức câu thông. Rất nhiều võ giả ánh mắt, Diệp Thần căn bản không có quan tâm, cửu trảo Kim Long có mình thần trí. Nếu như nguyện ý, tự nhiên không cần nói nhiều, thả ra huyết mạch lực là không thể nào. Nếu như những thứ này cửu trảo Kim Long, không có động tĩnh mà nói, hắn vậy vứt bỏ. Ha ha! Hắn nếu có thể một câu nói để cho cửu trảo Kim Long nhận chủ nói, ta liền phiến mình mặt 100 cái. Một người Thánh Long gia tộc cường giả, mới vừa nói xong, cả người tròng mắt trợn to lão đại. Từng cái Kim Long lại không ngừng hướng Diệp Thần phương hướng bay tới, đứng ở bên cạnh hắn, tròng mắt lại toát ra một tia nhân tính hóa, lấy lòng thần sắc. Ta Long! Trong đó một người võ giả kêu khóc nói, vốn là cửu trảo Kim Long đã đồng ý. Lập tức phải tiến vào hắn trong thân thể, ai biết Diệp Thần một câu nói. Vốn là muốn đi vào hắn trong thân thể cửu trảo Kim Long, lại chạy. Chẳng lẽ, những thứ này cơ duyên muốn toàn bộ bị Diệp Thần một người đoạt? Cái này mẹ hắn vẫn là người sao? CMN, một số võ giả, nhìn Thánh Long gia tộc cường giả, trong mắt ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Bây giờ tình huống, Diệp Thần tùy ý chọn. Hơn nữa chỉ bất quá chuyện một câu nói. Bọn họ muốn biết, Thánh Long gia tộc cường giả, biết hay không bợp tai mình mặt. Tên kia Thánh Long gia tộc cường giả, sắc mặt đỏ bừng, hận không được tìm một cái kẽ hở chui vào. Cửu trảo Kim Long mà thôi, có gì tốt. Thánh Long gia tộc cường giả, thẹn quá thành giận mở miệng, điển hình không ăn được nho nói nho chua. Ngại vì Thánh Long gia tộc uy thế, còn lại võ giả mặc dù không dám nói thêm cái gì. Chỉ bất quá trong nội tâm rất rõ ràng. Một cái cửu trảo Kim Long nói không chừng có thể thay đổi bọn họ tư chất, vốn là cả đời chỉ có thể đánh vào tinh khiếu cảnh cường giả, chỉ cần không chết, nói không chừng có thể đột phá đến nửa bước phong môn. Diệp Thần sắc mặt có chút cổ quái, hắn chỉ bất quá thử một chút mà thôi, đã làm xong thất bại dự định, ai biết. Những thứ này cửu trảo Kim Long, không kịp đợi muốn dung nhập vào hắn trong thân thể. Một màn này xem ngây ngô mọi người, vẫn có thể như thế chơi. Bọn họ từng cái vất vả câu thông cửu trảo Kim Long, nói không chừng sẽ còn bị chê, ai biết những thứ này cửu trảo Kim Long lại vì dung nhập vào Diệp Thần trong thân thể, tranh tiên cướp sau. Diệp Thần ngươi lại không thể làm cái người. Người so người tức chết người. Hoàng Bách kích động nội tâm đã không biết phải làm thế nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn là sát tông đệ tử, Diệp Thần là sát tông tông chủ. Hai người bây giờ vinh nhục cùng chung. Cửu trảo Kim Long hoàn toàn bao vây Diệp Thần. Lại là đồng loạt hội tụ đến Diệp Thần đan điền. Lúc này, Diệp Thần cảm nhận được, cửu trảo Kim Long ở trong cơ thể hắn, không ngừng và hắn hòa làm một thể. Hắn sau lưng xuất hiện một cái cửu trảo Kim Long đồ đằng, kim quang tắm, Diệp Thần phảng phất giống như thần chỉ vậy. Long hồn quanh quẩn ở hắn đan điền bên trong, oai rồng từ Diệp Thần trong cơ thể khuếch tán ra. Cả đời này, Diệp Thần định trước nghịch thiên khí vận. Oai rồng tự thành. Đế vương mệnh cách, hoàn toàn tỉnh lại.
Cửu trảo kim long dung nhập vào trong thân thể, cũng không phải là mang đến trong cảnh giới mặt chỗ tốt. Càng nhiều hơn chính là cơ duyên và khí vận. Thậm chí, tương truyền, dung nhập vào người có nhất định cơ hội cảm ngộ long tộc thần kỹ. Làm tất cả cửu trảo kim long dung hợp hoàn thành sau này, sông dài bên trong đột nhiên truyền tới chấn động. Toàn bộ sông dài từ trung ương nứt ra một vết thương. Chỗ rách không ngừng khuếch tán ra, kim quang lóe lên, dường như muốn chọc mù võ giả cặp mắt. Tràn ra tới hơi thở, càng ngày càng nồng đậm, mọi người tò mò nhìn chằm chằm, trong tầm mắt xuất hiện một bộ khôi giáp. Khôi giáp toàn thân màu trắng như tuyết, lưu động vầng sáng, phảng phất giống như chiến bào như nhau, sừng sững ở sông dài bên trong. Từ khôi giáp hơi thở bên trong, võ giả là có thể phát giác ra được, tuyệt đối là trọng bảo. Vốn là không có được cửu trảo kim long võ giả, từng cái bên trong đôi mắt đỏ tươi, hận không được xông tới, cướp lại, chỉ bất quá lý trí để cho bọn họ cũng không có ra tay. Cũng không ai biết ở cướp đoạt khôi giáp thời điểm, sẽ xuất hiện bộ dáng gì tình huống. Ban đầu cửu trảo kim long chính là một cái dạy bảo. Bọn họ trong nội tâm, chỉ hy vọng không phải khảo nghiệm thiên tư, nếu không Diệp Thần lấy được khôi giáp bảo vật cơ hội, lớn nhất. Ở trên trời tư phương diện này, bọn họ thật không dám và Diệp Thần so. Đột nhiên, khôi giáp bên trong truyền đến một đạo thanh âm cứng ngắc. 49 làm trận pháp số, cũng là quan tài đá số, lại là càn khôn sát vực 49 đạo căn cơ chi hình, tại chỗ chọn 49 người, chung nhau đạp lên lôi đài. Linh võ đại lục, càn khôn sát vực, nếu là giết vực, chỉ có một người có tư cách đạt được. Người thua bị người thắng. Cướp đoạt thiên địa khí vận, chỉ có một người, ra miệng là vương lấy được càn khôn thần giáp. Dứt lời, mấy đạo ánh sáng đồng loạt rơi xuống. Trong đó một đạo rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần thần sắc, cũng không có bất kỳ vui sướng, ngược lại có một ít ngưng trọng. Càn khôn thần giáp đúng là bất phàm, bất quá cũng phải có mệnh cầm mới có thể. Đây rõ ràng là cuối cùng cục. Chỉ có thể sống hạ một người cục. Có thể lấy được tia sáng cường giả, ở 1000 tên võ giả bên trong, thiên tư tuyệt đối là tốt nhất, nhưng mà chỉ có thể sống hạ một người, quá trình có thể nói là cực kỳ tàn khốc. Ở nơi này 49 trong đám người, người mạnh nhất là một người tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, đến từ Thánh Long gia tộc. Còn như nửa bước phong môn, không có người nào lấy được, ba tên nửa bước phong môn ông già, trên căn bản đã không có tiến thêm một bước có thể. Oanh oanh oanh! Đây là Diệp Thần cả người bóng người, không bị khống chế bay về phía trong hư không. Không cũng chỉ có hắn, còn thừa lại người 48 võ giả, giống vậy bay về phía hư không. Diệp Thần nhìn mọi người một cái, phát hiện cũng không có áo bào đen nam tử, ban đầu ở Càn Khôn Cung bên ngoài thời điểm, người đàn ông áo bào đen máu, đại biểu tuyệt thế thiên kiêu, tại sao không có bị đồng ý, để cho hắn không biết rõ. Chẳng lẽ thần bí kia áo bào đen nam tử cất giấu cái gì? Diệp Thần luôn cảm giác một cổ vô hình nguy cơ đang bao phủ. Cái này làm cho Diệp Thần giữ lại một cái lòng, từ vừa mới bắt đầu áo bào đen nam tử cũng cùng đời vô tranh, không có gì cảm giác tồn tại. Thiên địa khí vận, cửu trảo kim long, hắn tựa như căn bản không có để ở trong lòng mặt. Càn khôn sát vực chi hình, tìm băng kiếm tiên tôn, sợ rằng rất nhanh liền muốn đi vào cuối. Thậm chí Diệp Thần có trực giác, cuối cùng một người sống được, băng kiếm liền hiện thế. Oanh! Đây là trong hư không, vô căn cứ xuất hiện một cái lôi đài. Diệp Thần và người 48 võ giả sắc mặt có chút âm trầm, bọn họ tự nhiên biết, đại biểu cái gì. Một khi bước vào trên lôi đài mặt, chỉ có một người có thể sống sót. Lấy được cơ duyên tuy tốt, bất quá bây giờ nhìn lại, nhưng trở thành bọn họ bùa đòi mạng. Thi đấu không có bất kỳ quy tắc, chỉ có một yêu cầu, có thể sống, chỉ như vậy mà thôi. Vèo, vèo. Đây là hai người võ giả bóng người, không bị khống chế hướng lôi đài phương hướng bay đi. Cái này hai người võ giả thực lực, đều ở đây tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Không, không, ta muốn cái cuối cùng. Trong đó một người võ giả khiếp đảm mở miệng, dù là hắn có thể từ một cuộc chiến đấu bên trong sống lại. Tiếp theo phải đối mặt 46 tên võ giả khiêu chiến. Bọn họ hai người, trên căn bản cũng đã là người chết. Coi như có thể sống hạ một người, tử vong vậy chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn.
Diệp Thần bi ai nhìn bọn họ hai người một mắt, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Nếu đã lấy được cơ duyên, liền phải chịu đựng một ít chuyện tình. Muốn mang Vương Miện, tất bị hắn nặng. Hai người tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả, vung tay, bọn họ biết căn bản không sống nổi, vậy không có nương tay cần thiết. Chiến đấu tới nhanh, kết thúc vậy mau, không tới mấy phút, chỉ còn lại một người võ giả đứng ở trên lôi đài mặt. Người thắng cũng không có bất kỳ cao hứng, ngược lại trong tròng mắt chỉ còn lại cho tàn. Hắn hiện tại đã vết thương chồng chất, lại tới một người võ giả, căn bản không có thể sống được. Diệp Thần phát hiện mình bóng người đã đang động, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Lại hạng ba chính là mình. Ở bốn phương trận các thế lực lớn võ giả, thấy một màn này, cả người trực tiếp hưng phấn. Không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền lên lôi đài. Như thế nào có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, xem ra không cần bọn họ ra tay giải quyết, Diệp Thần mình vậy không sống nổi. Hoàng Bách và Bạch Húc có một ít lo lắng, hiện tại Diệp Thần liền ra sân, sống tiếp tỷ lệ chân thực không nhiều. Diệp Thần trong nội tâm ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng, nên tới tóm lại sẽ đến, chỉ bất quá trước thời hạn bắt đầu mà thôi. Đứng ở trên lôi đài mặt võ giả, thấy Diệp Thần hoàn toàn tuyệt vọng. Ban đầu tinh khiếu cảnh đỉnh cấp tầng 8 thiên cường giả đối phó Diệp Thần, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn một người tạo hóa cảnh đỉnh cấp, căn bản không sống nổi. Diệp Thần, bất kể như thế nào, người hôm nay chung quy phải chết. Tạo hóa cảnh đỉnh cấp võ giả trực tiếp mở miệng, hắn đã hoàn toàn buông tha xuất thủ dự định, hoàn toàn không cần thiết. Có thể chết ở Diệp Thần trong tay, ở hắn xem ra, cũng coi là một loại vinh hạnh. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, trong tay cầm ra máu ma kiếm, một kiếm quơ múa ra tay. Kiếm quang phá vỡ hắn cổ, một đạo máu loãng phún ra ngoài, cả người thân thể ngã trên mặt đất. Ở hắn trong thân thể, xuất hiện một đạo kim quang, trực tiếp rơi vào Diệp Thần trong cơ thể. Kim quang xen lẫn thiên địa khí vận, còn có một tia long khí, bị trong đan điền long hồn hấp thu. Thi thể rơi vào trên lôi đài mặt. Một cái chớp mắt bây giờ liền biến mất không gặp. Diệp Thần nhìn một cái phía trước, phát hiện là một người tinh khiếu tầng 2 thiên võ giả. Mặc dù ta biết, ta không phải người đối thủ, nhưng là cũng phải hết sức thử một lần. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bọn họ bây giờ không có cửu hận, chỉ bất quá quy tắc ở chỗ này, chỉ có thể có một người còn sống. Tên kia tinh khiếu cảnh tầng 2 thiên cường giả, trong tay cầm chiến đao, một đao nháy mắt bây giờ vung ra đi. Đao mang bỗng nhiên xông về Diệp Thần, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Diệp Thần cả người quỷ mị giống vậy bóng người, trực tiếp tránh khỏi, thoáng qua rồi biến mất bây giờ, đã tới tên kia võ giả bên người. Ở đi tới bên người hắn một khắc kia, trong tay huyết ma kiếm, bỗng nhiên nâng lên. Ở mang lúc thức dậy, một kiếm vạch qua. Lau một cái ánh sáng trắng thoáng qua, từ tên kia tinh khiếu cảnh tầng 2 thiên võ giả cổ vạch qua. Cổ nứt ra máu loãng phun tràn ra, thi thể ngã trên mặt đất. Kim quang một lần nữa tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể, hắn có thể cảm giác đến, long hồn ở hắn trong đan điền, từ từ trở nên lớn. Hắn thực lực, cũng có nhỏ xíu tăng lên. Khoảng cách tạo hóa cảnh, rất gần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.